Có một cái chú này hôm qua bên Đại Tùng Lâm ông tu, mà quý vị biết rằng là từ đó tới giờ ông không bao giờ chịu đi chùa. Mà bà vợ thì bà biết chùa mình, mà bà nói rằng ước gì mà ông vô chùa ông tu được 4 ngày thôi, để cho ông biết trong chùa mình. Vậy mà ông nói rằng bà nói quá trời nói cho tôi vô chùa tôi coi thử coi sao. Vậy mà ông vô chùa ông nói tôi ở một ngày mà tôi về nghe. Cái ông ở được ngày xong cái ông nói thôi tôi ở thêm ngày nữa cho bà vui. Cái ông ở thêm ngày nữa ông nói thôi tôi ở đại 4 ngày luôn đi. Thấy không? Mà cuối cùng ông ở 10 ngày luôn. Quý vị thấy không? Thì hỏi cái ông cụ bên Đại Tùng Lâm hỏi ồ tại sao mà ông ở được 10 ngày hay vậy? Ông nói rằng tôi cứ nghĩ rằng là đi vô trong chùa là nó buồn, nghe lời kinh tiếng kệ nó buồn, rồi vô đó làm cái gì ở trong đó. Mà sao tôi không ngờ là trong chùa này đông người thiệt. Rồi tôi vô đây tôi gặp được mấy bạn già nữa chứ. Chơi chung nói chuyện vui ghê. Không ngờ trong chùa vui thiệt. Tôi ở tu đây á, rồi nữa tôi về mai mốt tôi vô thầy cho tôi ở nữa nghe. Thấy không? Là do rõ ràng không? Cái ngôi chùa mà già thì câu già. Thấy không? Thí dụ như đực già thì câu đực già. Cái già thì tu cái già, câu cái già. Cái trẻ thì cu cái cu tu câu cái trẻ. Hiểu không? Hiểu không? Còn nam trẻ thì câu nam trẻ, vậy thấy không? Nên ngôi chùa nó hưng thịnh con người là do có đa dạng con người thì nó mới câu được. Còn bây giờ quý vị vô trong chùa mà toàn quý vị thấy thầy chùa không à? Thầy chùa mà câu thầy chùa khó lắm nha. Không dễ đâu quý vị. Trời ơi quý vị biết một cái pháp tu á, một cái pháp tu mà bây giờ mình tu tịnh độ mà mình hướng dẫn một người xuất gia tu tịnh độ khó vô cùng khó luôn. Nếu như mà hướng dẫn người xuất gia tu tịnh độ mà dễ, vì tịnh độ này nó thịnh rồi. Hiểu quý vị? Tịnh độ này mà nó không thịnh được nhiều là do người xuất gia không tin tịnh độ. Tại vì người xuất gia là nằm trong cái hàng tăng bảo, ba ngôi báo Phật Pháp và Tăng. Mà Tăng lại không tin tịnh độ nhiều, không hoàn truyền tịnh độ nhiều. Quý vị coi mà Tăng mà truyền tịnh độ mà hoàn tịnh độ mà gọi là thuần khiết, quý vị tìm có không? Mấy người đâu? Rất là ít. Tuy là chùa cũng nói tu tịnh độ mà nói về tu tịnh độ vậy thôi, chứ mình đến thì không có tu tịnh độ bao nhiêu. Mà có rất nhiều chương trình trong đó nên mình tu không có được luôn. Hiểu không? Nên từ nơi đó nói là hoàn truyền tịnh độ mà quyết chí mà tin cho tới cùng tịnh độ thì rất là ít người. Nên gọi là tuy là tịnh độ nó cũng đông người tu nhưng mà cái người hoàn tịnh độ thì quá ít. Nên nói rằng là mình muốn hướng dẫn một người tăng mà tin tịnh độ và tu tịnh độ và hoàn truyền tịnh độ thì khó. Rất là khó. Nên hàng cư sĩ thì người ta lại dễ. Tại vì người ta chịu nghe lời, nên người ta chịu áp dụng người ta tu, nên người ta được lợi ích đó quý vị. Đó. Nên chùa mình nè tại sao mà đông người? Tại vì nó thành phần nào nó cũng có vị trí đó chứ ha. Thí dụ như giờ qua bảo tháp thì con nít nó câu nít. Bảo tháp thì con nít bên đó, con trai bên đó, nhỏ nhỏ mà. Nên nhiều đứa nhỏ nhỏ nó qua bên kia là nó quen mấy thứ nít bên đó. Như trong đây có cái thằng trai nó mới vô chùa tu, thằng Phước á, có mẹ ngồi đây nè. Nó đến chùa, nó ở trong chùa ngày dịp hè thôi. Vậy đó mà bây giờ nó xin mẹ nó là nó vô chùa nó ở luôn. Nó mới có mười mấy tuổi gì đó, trẻ lắm. Nó thì nó xin mẹ nó vô chùa nó ở tu luôn, nó ở bên bảo tháp mình. Nuôi với bà già. Thấy không? Nó rõ ràng không? Nó tự nhiên nó tuổi trẻ nó gặp tuổi trẻ. Còn mấy nhỏ gái trẻ trẻ thì nó vô nó gặp mấy cô trẻ trẻ mình. Nó gặp mấy cô trẻ trẻ mình mà vui á, tung tăng vui rồi tự nhiên nó xuống nó chơi chung. Nó chơi chung rồi mấy cô đó mới nói cho nó nghe. Trong chùa vui lắm em, ô này kia đâu. Em ơi, bánh kẹo rồi cho nó ăn đồ, nó vui nó chơi chung với mấy cô chùa mình á. Thì nó chơi với mấy cô tu trong chùa thì nó thích vô chùa tu. Đó, nó nguyên lý, nó tu nào theo tu nấy à. Nó thích tu thì nó thích chơi với mấy người tu. Tự nhiên nó chơi từ từ tu luôn. Nó có nghĩa là nó được cái duyên rồi, nó bòi cái duyên cho dày lên. Còn bây giờ mấy người già già vô cộng tu thôi. Nhưng mà do chơi với người già trong chùa chơi giết mới thấy ô thì ra là mình ở nhà mình thì nó mỗi ngày ngồi cho hỏng. Con cái thì đi làm, còn có khi mình ẵm cháu mình chút xíu, hoặc nó đi học này kia rồi. Sao mình vô đây mình chơi nhiều người già vui quá à? Cái tự nhiên họ vô đây họ thấy vui cái họ ở trong đây.
họ sống ở đây và họ từ từ họ muốn ở trong chùa luôn, là do già câu già. Thấy chưa? Là nói chuyện với nhau có khi mình nói người ta không tin, nhưng mà lạ thay cái người mà cùng nhóm á, chơi chung với chung nhau nói người ta tin. Có khi mình nói người ta nói rằng ông thầy mà ông kêu vô chùa tu thì bình thường. Còn cái người mà tu chung người ta nói à đi tu đi, tu an lạc lắm thì người ta tin. Nó từ nơi đó mà nó dẫn dắt rất là nhiều người là như vậy. Chùa mình đông là do như vậy mà ra. Rồi nên những đức mới nói là mỗi người đều có trách nhiệm để đem tịnh độ giới thiệu. Nên chùa mình là nóc nái ảnh ương gì cũng đem tịnh độ giới thiệu chứ. Đến nỗi mà con bé nhỏ nhất, con Diệu Tính nhỏ nhất cũng là 3 tuổi rưỡi 4 tuổi vậy đó. Con bé nhỏ nhất trong chùa đó, thấy không? Mỗi lần mà nó gặp mấy đứa nhỏ kia, thấy không, là nó chạy lại nó nè, bạn niệm A Di Đà Phật đi. Nhỏ xíu thôi, không kêu bạn niệm A Di Đà Phật đi. Thì nít nhỏ xíu xíu nhau thì hỏi lại niệm sao, thì con bé kia nói A Di Đà Phật, cái nhỏ nhỏ xíu này niệm theo vậy đó mà đi chơi chung. À, nhỏ xíu vậy đó, nghe trong chùa nhỏ xíu vậy đó, mà mấy thằng trai nhỏ ngoài đi vô á, đây tu á theo mẹ rồi đó, là Diệu Tính lợi dặn tôi dẫn bạn đi tham quan chùa. Ồ nhỏ xíu mà khôn lắm, bạn tên gì vậy, nhà đâu, trời tên gì nhà đâu rồi nữa, hỏi han đó. Nên từ nó thì thấy chưa, nó nên con nít nó câu nít, thấy chưa? Nên tại sao mà con nít nó cũng thích vô chùa mình, là vì nó vô chùa mình nó vui. Nhất là cái ngày chủ nhật chùa mình, là tại sao con nít nó khoái lại đây, vì nó có nguyên một nhóm bạn cùng niệm Phật lễ Phật chung nha, nên nó khoái đi đến đây. Duyên ban đầu của nó rất là kém, nhưng mà do cái duyên cộng duyên rất là đông, là đức chúng như biển, từ nơi đó mà nó dơ đến đây, bây giờ nó thành một cái nhóm bạn mà chủ nhật chúng ta gặp nhau ở đây, thấy không? Mà từng chủ nhật nào cũng gặp, từng chủ nhật nào cũng gặp, lâu ngày nó lớn lên nó trở thành là Phật tử. Phật tử biết đi tu rất là hay, thì thấy không? Đó, cái duyên nó dẫn dắt từ 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 từ. Nên mình làm ông bà cha mẹ là mình tạo duyên cho con cháu, tạo duyên cho con cháu, tạo duyên cho con cháu. Hôm qua nhà đức gặp hai cái thằng trai này, nó nhỏ lắm, thằng chắc 13 tuổi, 11 tuổi. Mẹ nói một câu rất là hay. Ở nhà mẹ nghe pháp bật lên, hai đứa con cũng nghe, mà nó có duyên nó thích những đức nói chuyện. Xong bắt đầu là nó rất thiết siêng niệm Phật, lúc nào cũng đem máy niệm Phật. Mẹ nó nói một điều rất là lạ, đứa con của con học không có giỏi thầy, mà lạ thay nó được chọn toàn là những trường tốt không. Nó ngộ vậy đó, con tin chắc 100% là nhờ nó niệm Phật mà cái phước nó đưa đẩy. Nhân đức nói 100% rồi còn gì nữa. Bây giờ điển hình đi, nhân đức học cái gì, nhân đức mới là dở ác đạn nè. Nói đến lịch sử của những đứa học thì thôi lịch sử không dám ghi. À, thì bị biết rồi. Bây giờ mấy đứa nhỏ nó học không giỏi nhưng mà nó cũng giỏi. Mẹ nói là nó học không giỏi thầy, nó không giỏi quá đâu mà nó cũng được. Nhưng mà đặc biệt là nó được chọn những cái trường đặc biệt không à. Toàn là đưa đến những cái trường tuyệt vời không. Trường mà người ta học giỏi cũng có khi vô không được. Mà nó lại vô được, người ta lại chọn nó không à. Thì rõ ràng cái công đức niệm Phật quý vị thấy thù thắng chưa? Mà những đức gặp rất là nhiều người nói con của họ, từ khi mà con nít biết niệm Phật tới bây giờ, nó lạ thay cuộc đời của nó đặc biệt lắm. Thấy không? Vậy thì mấy nhỏ con gái cũng vậy, những đức nói rằng con gái nhỏ nhỏ trẻ trẻ này nè, mà gặp tịnh độ biết niệm Phật ăn chay đó, sau này các con đỡ cái gì phá thai đó lắm. Nó không có bị dính cái nghiệp phá thai, tại vì nó chuyển cái nghiệp phá thai rồi. Nó chứ nếu không là không có tránh khỏi đâu, không có tránh khỏi đâu. Thí dụ như ngoài đời mà sau này mà có chồng đi, còn trẻ trẻ gì mà biết tu, biết ăn chay niệm Phật, đồ tu nhân tích đức, đồ làm lành lánh dữ nha, sau này tự nhiên cái số phận của mình là sanh hai đứa con, là tự nhiên nó đúng, nó có thai hai lần sanh hai đứa, chứ nó không có bị phá thai. Còn cái nghiệp mình mà nó nặng rồi là tự nhiên trời ơi, nó sanh hai đứa mà nó phá 3-4 đứa. Ừ, cái nghiệp nó phá thai là nó chưa chuyển được là nó phải phá thai liên tục. Nên từ đâu đó mà biết ăn chay niệm Phật là những đức nó hay, cực kỳ hay. Mà con mình còn nhỏ nghe, mà biết ăn chay niệm Phật đó nghe quý vị, là cái đứa con quý vị sau này lớn lên có hiếu là chắc chắn. Chắc chắn luôn, những đức nói. Quý vị dạy cho con cháu mình bây giờ mà về mà gọi là văn tự đồ giỏi nghe, mình nói với nó về cái đạo hiếu này kia nhiều nghe, chưa chắc sau này nó hiếu. Nhưng mà ngộ thay cái công đức niệm Phật trong cái thời mạt pháp này, nó rất là lạ. Có nghĩa là cái công đức niệm Phật nó có thể làm cho con người ta từ ác thành hiền, thành thiện. Mà từ không có phước thành có phước, từ không có duyên thành có duyên luôn.
Mà cái công đức niệm Phật này, Phật đã chỉ điểm cái thờ mật pháp này rồi. Có nghĩa là cái thờ mật pháp này là cái câu A Di Đà Phật này thế trì giới, thế thiền định luôn. Mà nó thế tất cả những văn học rất nhiều luôn. Tại vì học không vô nổi, mà cái công đức niệm Phật này vô nổi. Cái câu A Di Đà Phật này đi vô được, mà phải tin, chân thật mà tin. Cái người mà thiếu duyên, niệm Phật với có duyên. Cái người thiếu phước, niệm Phật với có phước. Cái người mà buồn phiền, niệm Phật với vui vẻ. Cái này là 100% cả chùa mình luôn. Cả chùa mình luôn. Bữa nào những đứa quay một công đoạn mà tất cả các cụ già yếu ở trong chùa mình á, mà mười mấy hai chục bà cười cho quý vị thấy. Đúng là mình phá quy được cái chuyện mà mấy bà già bà cười ngộ ghê luôn á. Chùa mà có cái bà Dung á, mấy cô đến nhiều thì có bà Dung nhỏ xíu con lùng xỉn luôn á. Bà cười ngộ lắm. Kêu bà Dung đâu, bà cười lên thử cái bà Dung. Bà cười nè. Mình nói tạo là trời, bà cười thì giống phù thủy quá. Ồ, mà bà già chín mấy tuổi mà tiếng cười của bà ầm ầm vậy đó, mà bà làm bà cười lắm kìa. Mà mỗi bà một cách cười nghe. Thì ra mình rõ ràng mình thấy, trời ơi, sao mà già tám mấy chín mấy tuổi này mà sao mà gì đâu mà họ vui lạ lắm. Còn thường cái người già ngoài đời là sao khù khờ quý vị. Nó không có được vui như mấy bà cụ trong chùa mình đâu. Cái này là 100% luôn. Mấy bà cụ trong chùa mình đây nè, những đức nói với vị nghe nha. Bà ăn rất là dễ luôn. Rất là dễ ăn luôn trời. Già mà quý vị coi biết có khi mà bệnh đau mà phải ăn giống chúng. Đâu có đông quá đâu có nấu được ăn riêng gì cho ăn đâu. Ăn giống chúng mà nhiều bữa mà bệnh đau mà vào đậu hũ luộc chấm muối tiêu. Trời. Quý vị biết mà mấy bà ăn rồi, khô cơm khô quá mới nhai không được. Chan nước lạnh vô, dằm đậu hũ luộc ra nhừ nhừ vô. Vì mà bưng cái tô lên húp rộp rộp rộp. Quý vị nghĩ nó dễ ăn cỡ nào chưa? Quá dễ ăn. Mà mập. Như vậy coi những đứa nuôi bà già bà nào nó mập lù à. Còn ốm thì không có miếng thịt luôn. Có nghĩa là ngộ ghê á. Những đứa nuôi đa phần là mập hết. Nhưng mà bà nào mà ốm là không còn miếng thịt luôn. Thế vậy vô trong cái khu yếu thì coi phải không. Như bà Mười có miếng thịt nào không. Mà bà lanh kinh khủng luôn. Những đứa từng nói rằng trời ơi bà Mười này mà có chừng 10 bà thôi mà cho bà giữ Biển Đông chứ không ai dám xâm phạm. Tại nó nghĩ người gì mà thấy ghê quá. Mà nếu mà bà mà đứng lên một cái là không có siêu mẫu nào mà dám đụng hàng. Có nghĩa người mẫu này là không có miếng thịt, không có miếng mỡ nào chứ. Đúng có da với xương với gân thôi, bao lẹ thôi. Vậy đó quý vị ơi, mà ăn á liềm liệm. Có một lần nha, những đức á thấy cái cô kia cũng múc đồ ăn cho bà đó. Múc vô cái mà bà mớm mấy vị. Mớm mà gụng găng hết trơn à. Đút vô cái bà làm, cái miệng bà làm nè. Trời ơi, quay. Mình nói chậu, bà ăn gì mà thấy thèm với chậu. Mình làm bộ, mình nói nè. Đồ ăn nè, bà cắn đi. Mình đưa cái tay á, cắn đi. Bà. Không. Nghĩa là không. Cái đường ngón tay kêu cắn đi, đồ ăn đó. Không. Rồi xong cái mấy cô đưa cái muỗng. Rồi là bà nại lia nại lịa chứ. Trời, công nhận thì cái gì đâu mà da bọc xương mà ăn gì đâu mà dễ thế ghê chợt. Bởi vì vị coi tại sao mà nhà Đức nuôi người già mà nhà Đức nuôi nhiều vậy. Cái vị qua bảo tháp bị coi mà nhà Đức nuôi mấy đứa con nít kìa. Nó mập lù quá. Ăn cái gì đâu, ăn chay chứ ăn cái gì. À, mà làm việc đồ này kia mà đứa nào nó mập lắm. Nó rõ ràng như đứa nó 100% là ăn chay, không có thiếu chất dinh dưỡng đâu. Nó quý vị biết rằng là con người ta là do buông mà hao năng lượng ra đó. Chứ chùa mình mấy bà già ăn gì đâu. Ăn chay thôi chứ ăn gì đâu, thì đồ chay đó chỉ có nhiêu đó thôi. Cái dòng do tam quát đó chỉ có nhiêu đó thôi. Vì mà mấy bà cụ trong chùa mình bị thấy sao sỏi không. Nhận Đức nói nghe. Cái việc mà phi thường nhất là cái bà cụ 91 tuổi. Cái chuyện này là cái chuyện lạ kinh khủng từ xưa gì chưa từng thấy. Có ai mà nói mà gãy xương tay mà không cần dùng thuốc men gì chứ mà bình thường. Chậu mình thấy bà nhặn cái xương tay bà mình nhặn ốc mình. Mình thì cái dạng cũng là gan. Thấy người ta gãy tay là mình muốn xỉu. Chậu là chậu gì đâu mà cái tay bà gãy lội xương ra bà lấy tay bà làm nè.
mình cũng mặt mày cũng xanh xanh, môi mình cũng giật môi, sợ quá. Trời ơi, xuông tay gãy mà lấy tay nhặn vô trời, thì ghê thiệt chứ. Giờ bình thường không có gì chứ trời, chỉ có cái là cái tay nó gãy thì nó đâu có ngay được bình thường. Nhưng ý nó câu bình thường là cái tay bánh lắc vậy nè, bị hởm. Mà cái chương trình mà những đức mà hỏi đấy, hỏi chuyện đó, trời ơi, cái bữa đó mà 10-13 ngày nghe, cái tay gãy xương lòi ra luôn đó. Mà bữa đó những đứa hỏi bà lắc cái tay được không, bà làm nè. Mình là cái dặn gan mà, mình gặp tay gãy mà lắc gì mình cũng dặn ốc mình lên chứ. Mấy vị thấy cái chuyện này là cái chuyện lạ thường nhất. Thì những đứa hỏi bà là bà gãy tay làm gì, mà cái tâm trạng của bà là như thế nào. Bà nói thì tâm trạng thì sao thầy, thì gãy tay cũng gãy rồi, thì nó đã gãy là gãy rồi, bây giờ già rồi thầy ơi, sớm muộn thì cũng chết thôi, nó gãy đâu, nó gãy kệ nó, nếu cần thiết lấy ra luôn cũng được. Bà này ghê, ghê quá, ghê trời. Thì bà biết cái tâm trạng của nó quá đặc biệt rồi, có nghĩa là cái tâm trạng của bà nó quá tự tại rồi, nên từ nơi đó là tế bào của bà nó không phản xạ, nghĩa là tế bào nó không có khuấy động nữa, nghĩa là nó đều hỗ trợ cho bà hết luôn. Vậy đó mà tay chân của bà không có dứt miếng nào. Cho con người mà gãy cái tay lội ra luôn mà không dứt miếng nào, không nhứt một miếng nào cả, không than thở gì luôn, không nhứt gì hết chân. Mà lên bác sĩ còn nói, trời trời bà cụ, bà nhiêu tuổi bà cụ? 91. Trời, bà 91 hả? Tại vì không ai ngờ bà 91 chứ á. Tại vì 91 tuổi mà nhìn còn trẻ quá. 91 tuổi mà da đầu của bà còn thẳng rang, mà nó tròn trịa, mà mập mạp, thịt da mỡ đầy đủ. Vì coi thì con người mà thịt có mà không có mỡ thì nó cứng ngắc à, quý vị không? Nhưng mà giờ có mỡ là mình nhặn vô thùng, quý vị. Có mỡ, thấy không? Bả là có mỡ luôn. 91 tuổi mà thịt da mỡ đầy đủ. Nên từ nơi đó mà nhìn bả không có giống 91 tuổi. Thì quý vị biết rằng rõ ràng một con người mà vui vẻ đó nghe, thì cái tế bào quý vị rất là tốt. Cái tế bào mà nó nuôi được tốt nhất đó là gì? Niềm vui. Cái sự an lạc, cái sự an tâm. Không có buồn giận ai để trong tâm. Cái người ung thư gì đi chăng nữa, nhưng mà nó chuyển biến tế bào được tốt là do tâm trạng. Nhớ nghe, cái tâm trạng nó cực kỳ quan trọng luôn nha quý vị. Con người có thể mất tất cả, nhưng phải duy trì tâm trạng của mình an lạc vui vẻ. Mà tâm trạng nó đã vui vẻ rồi đó nghe, thì cái sự việc trong cuộc đời này quý vị có thể lập được sự nghiệp lớn lao luôn. Mà rất nhiều người thích quý vị, nhất là phái nữ mà vui vẻ là nó lâu dài dữ lắm. Phái nữ á, tại vì cái người nữ, cái tâm trạng của họ nó thường rất rối, buồn phiền, giận hờn, lo âu. Hình như là cái người nữ là cái khổ nạn của họ là gì đó. Nên họ ưa buồn, họ ưa giận lắm. Giống như mà người ta nói rằng là người phụ nữ giống như là chờ mưa, chờ nắng thất thường. Nói đúng với bà cừ. Chứ nếu mà nói người đàn ông là nó không phù hợp nha. Ít bao giờ mà nghe nói đàn ông mà mưa nắng thất thường á. Mà người ta đều nói là phái nữ mưa nắng thất thường, ngộ lắm. Nên từ nơi đó mà cái tâm trạng người phụ nữ mà được rèn luyện á, mà họ vui, những đức nói nghe, một người phụ nữ mà vui vẻ hoan hỷ là gia đình này bình an hạnh phúc liền. Nên Ấn Tổ ngày nói nếu mà rèn luyện cho người phụ nữ mà tính tình dễ vui vẻ hoan hỷ là tức khắc có thánh nhân ra đời liền. Thánh nhân ra đời từ nơi cái tâm trạng người phụ nữ đó đó. Thì quý vị biết rằng là bậc thánh người ta sanh ra từ một con người thiện lành, hiểu không quý vị? Vui vẻ hoan hỷ là có thánh nhân xuất hiện liền đó, chứ không giỡn đâu đó. Nên bây giờ tất cả phụ nữ mà muốn mà có thánh nhân xuất hiện thì phải rèn luyện cái tâm hiền từ, ăn chay niệm Phật, hiền hậu, không buồn giận hay để trong tâm là thánh nhân xuất hiện. Nên từ nơi đó mà sanh ra được một bậc mà gọi là có hiền thiện để giúp đời thì ý nghĩa vô cùng, đúng không? Nên từ nơi đó mà tất cả những người phụ nữ mà nghe Phật pháp đó nghe, phải duy trì được cái tâm trạng của mình nó thoải mái vui vẻ. Bây giờ chồng nó đi sớm về muộn là cái chuyện của nó. Nó đi ra ngoài đường, nó nhậu nhẹt, nó này, nó kia, nó chơi, nó vui vẻ. Còn mình ở nhà cứ lo, cứ ngóng, cứ điện đầu này, điện đầu kia hỏi có chồng tôi đi đến đó không anh? Ảnh có ghé đó không chị? Lúc ảnh đi về công ty mấy giờ? Trời trời, người ta đi đâu, ta đi cái chuyện của người ta, mình đi hỏi gì cho nó mệt. Mình ngồi ở nhà, mình cứ A-di-đà-phật, 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 A-di-đà-phật.
đúng không? À, mình ở nhà mình nghỉ ngơi, mình lo nấu cơm xong hết trơn, nó chưa về thì mình chờ tới giờ ăn cơm rồi mà chưa gì hết trơn á, chắc bận việc rồi, thôi phần nào mình để cho chồng, mình để cho chồng. Còn mình với con cái mình đem ra mình nói A Di Đà Phật. Chồng chưa về thì mình ăn trước mà thôi. Thấy không? Thấy chưa? Thoải mái vô cùng luôn vậy. Nó nghĩa là mình làm sao mà mình làm mình vui á. Quý vị, bây giờ quý vị nghĩ đi, người tu mình là tự mình làm mình vui được. Mình làm cái chuyện này chuyện kia, cái trò này trò kia, tự mình giống như hai ba người vậy đó. Nó rất là vui. Thấy không? Xong mới có khi mình một mình trong nhà mình không có buồn. Mình mà trong nhà mình mà mình chờ người ta lỡ nói chuyện không là mình buồn. Còn mình trong nhà mình nói chuyện cũng vui nữa. Mình nói dụ, ôi mình phải nấu cơm thôi. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Lao nhà thôi mày ơi. Mình nói như mình vậy đó. Mình nói như bà khùng vậy đó, nhưng mà thật sự là mình làm mình vui. Hiểu không? Nó ăn cơm rồi mình rửa chén thôi. Hiểu không? Ăn cơm rồi mình rửa chén thôi. Thì tự nhiên cái mình ngồi mình rửa chén, mình vừa rửa chén mà mình làm nè. Mình ví dụ như niệm bình thường á thì nó chưa vui, mà mình niệm như mình hát á. Ví dụ như mình rửa chén nha, mình A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, cái chén ơi A Di. Mình làm nó vui vô cùng luôn. Ừ, quý vị thấy không, thời gian nó qua rất là mau nghe. Rồi bắt đầu nấu cơm, rửa chén, lau nhà xong hết trơn, cái mình tiếp tục mình nói A Di Đà Phật, bắt đầu chuẩn bị ngủ một giấc rồi. Thì thấy chưa, có nghĩa là cái cách của quý vị là nó không có buồn một chút nào cả. Chứ ai mà ngu dại gì mình chờ người ta về để mình vui. Rồi tự nhiên người ta đi đâu người ta cười hú hí của mình ở nhà, mình cứ đợi người ta về mình mới vui. Mình cứ trông ngóng cho nó dài cần cổ lên. Mà mình trông ngóng gì mình hao năng lượng, cái mặt mình xấu quắc. Nó xấu quắc và nó về nó gặp mình là nó chán chê mình, thấy chưa. Còn bây giờ mình ở nhà mình nấu cơm đồ, mình chơi với chén bát, mình chơi với câu Phật hiệu, hoặc là mình nghe ông thầy Đức giảng pháp, hoặc là có nghĩa là ai mình cũng chơi chung trong nhà mình là tủ bàn chén bát bạn của mình không à. Ừ, mình biết cách chơi. Trời ơi, những đức thường ở trong phòng mình, mà những đức cứ nhiều khi lúc nào mỏi mà thì nằm nghỉ, còn nếu đứng lên thì những đức nói A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, chuẩn bị đi qua Đại Tùng Lâm thôi. Nó làm cho mình ngộ lắm, nó làm cho cái tâm trạng của mình nó vui lạ kỳ lắm quý vị ơi. Có nghĩa là mình thích chơi với mình, tại vì mình đi tìm ai cho nó mệt. Mà mình mà vui vậy nghe ai cũng muốn gặp mình hết trơn, mà còn không được gặp nữa kìa. Đừng có nói chi giỡn cho mình, thì mình đi mong người ta làm chi cho nó mệt đi. Chồng của mình mà nó mà thấy mình vậy rồi đó, nó đi làm nó lo mau mau nó chạy gì nó tìm mình, chứ đừng nói mình tìm nó. Nó chạy gì nó tìm mình đó. Có khi mà mình dễ thương vậy, mình nằm ngủ mình tự tại nó về, nghe cậu nó gặp mình nó mừng chết luôn. Nó mừng kinh khủng luôn á, mình nói đi ra ngoài đi A Di đó. Mình làm nó tự tại á. Cái kiểu cách của mình tu á là mình trở thành một con người nó rất sống động, mà giống như nó hồn nhiên sao á. Thấy không? Nó hồn nhiên hơn cái gì nữa. Ví dụ như mình niệm Phật đi, mình còn trẻ, trọng lên hung, mình nói A Di Đà Phật ơi, một chút hả hung. Để tôi tu một chút đi. Trời ơi, cái kiểu đó nó nói trời vợ gì đâu mà nó dễ tu gì đâu quá trời. Cái gì đâu mà cô vợ tôi nó niệm Phật gì đâu mà dễ tu cái ghê. Nó niệm Phật không có buồn chút nào hết trơn, đúng không? Các vị thấy không? Con người mà như vậy thì đúng là một con người đặc biệt luôn. Tuy là thấy nó lạ lạ nhưng thật sự mình là con người quá tự tại. Nó quá tự tại luôn quý vị. Nó không có cần cái hoàn cảnh gì nhiều. Nó cũng không có bị người ta câu thúc. Nó cũng không có tìm người ta, mong người ta tìm mình để mình được vui. Mà chính mình sanh ra được pháp vị. Chính mình sanh ra được pháp vị. Mà cái niềm vui của niệm Phật mà đi đến mức cực điểm đó nha. Thì quý vị biết rằng là đối với hoa, cỏ, cây lá quý vị đều có cảm giác cho nó hết luôn. Cái này nếu ai mà niệm Phật quý vị sẽ có cảm giác liền. Nếu quý vị là người vui vẻ niệm Phật thật sự thì đối với hoa, cỏ, cây, lá, đất, đai, nước, nôi quý vị đều có cảm giác chung hết trơn. Là một thể luôn vậy đó. Có khi tự nhiên mình đi ngang một cái cây, tự nhiên mình gờ vô cái lá cây á,
mình A-di-đà-phật ơi, lá cây ơi, niệm Phật đi nghe. Rồi mình làm giống như khùng vậy đó, nhưng mà thật sự là mình vui. Nếu mà người ta không biết thì người ta nói trời 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 cái gì vậy, thấy ghê quá, nói chuyện dưới cây luôn trời ơi. Mà họ đâu có hiểu cái nguyên lý gì đâu, hiểu không? Họ đâu có hiểu đâu. Rồi xong họ hỏi mình tại sao mà tôi thấy chị có khi mà chị gờ cái lá cây mà sao mà chị làm như là chị đang chơi với ai kỳ cục với chị. Cái mình nói rằng cảnh giới này bạn không đủ sức để thâm nhập đâu nữa trời. Cảnh giới này ghê quá vậy. Tôi không đủ sức hả? Đúng rồi, anh chị không đủ sức để thâm nhập cảnh giới này đâu. Muốn được như cảnh giới này ít gì cũng phải 3 năm sau. Hiểu không? Nó bây giờ tôi bật mí một chút xíu cho anh chị nghe. Anh chị biết làm sao mà tôi như là đối với cây cối mà tôi vẫn có thâm thương yêu không? Bây giờ tôi nói với anh chị nè. Như anh chị chăm một cái chậu hoa, nếu anh chị thương nó, anh chị chăm sóc nó bằng một cái tâm chân thật, thì tự nhiên nó sẽ nở ra những đóa hoa trả lại cho anh chị tốt đẹp. Còn nếu như anh chị không quan tâm ngó ngàng chăm sóc nó, làm sao nó chỗ hoa tốt đẹp cho anh chị được. Quý vị mà chăm một cái cây đi, quý vị thương yêu nó như bản thân mình đi, nó sẽ ra hoa kết quả rất là đặc biệt cho quý vị luôn. Phật đã nói trong kinh Hoa Nghiêm mà tất cả chúng sanh cùng là một thể. Tất cả chúng sanh cùng là một thể. Những đức á, lúc mà đi tu 5 năm thôi, là khi mà những đức mà đi đào đất, những đức ưa cầm đất lắm. Cảm giác như một nắm đất mình nắm trong tay này nè, mình cũng đã từng có một cái nhân duyên ở trong cái nắm đất này. Đức Phật nói trong kinh á, mỗi một bước chúng ta bước đến một cái chỗ nào là nơi đó đã từng có xác chúng ta ở đó. Trời ơi, nghĩa là vô lượng kiếp mà cái chết của chúng ta và tái sinh và sanh đi và rồi chết rồi thành đất á, trong cái vô lượng kiếp của vũ trụ nhân sinh này đó, vậy mà mỗi một cái chỗ chúng ta bước đến đều đã từng có xác của chúng ta. Thì quý vị biết cái sự sanh tử của chúng ta nó nhiều cỡ nào chưa? Thôi ơi, Đức Phật mà còn tại thế mà ngài nhìn cái ổ kiến thôi, mà ngài nói đã 7 vị Phật ra đời mà vẫn còn mang thân kiến. 21 đại A Tăng kỳ kiếp, cái số lượng này của thiên văn dài vô cùng, mà vẫn còn mang thân kiến. Mà chúng ta từng là súc sanh chờ người Atula, thì quý vị biết rằng là nhiều cỡ nào chưa, nó dài cỡ nào chưa. Thì cái sống đi và chết lại, chết chết rồi sống, rồi quý vị biết đã vô lượng kiếp. Nên chúng ta được chôn đất ở dưới đất á, thì xác của chúng ta là mỗi một bước đi chúng ta là đều có xác của chúng ta. Nếu không có duyên sao mà bước lên mảnh đất đó. Quý vị đã không có một cái duyên gì làm sao bước đến mảnh đất đó. Nên từ nơi đó quý vị biết cái sanh tử trong cuộc đời này nó đáng sợ lắm. Dù là vợ chồng, anh em, thân bằng quyến thuộc có thân cỡ nào, nhưng quý vị phải nhớ cái việc ở thế gian này gọi là sinh ly tử biệt. Thấy không? Sinh sống rồi ly tan rồi tử biệt, thấy không? Sự khổ đau của chấp tình yêu tình cảm ở cuộc đời này để trở thành xa cách nhau người mình thương yêu là sự khổ đau cùng cực luôn. Nên Phật pháp chỉ chúng ta là chúng ta phải đem Phật pháp để áp dụng trong cái tình con người ở thế gian để mà kết thành cái quả báo ở thế giới cực lạc là xuất thế gian. Đây mới thật sự là tình thương có trí tuệ. Nên vợ chồng già, quý vị nhớ, ai mà đã từng ở dưới quê, cái cảnh thảm thiết nhất là cái thời điểm mà chưa có điện. Rồi cái thời điểm mà chưa có điện mà nhà của người chết đó quý vị. Ở xưa dưới quê á, khi nhà ai chết là cái bàn thờ là nó có cái tấm giấy giải trắng mà viết mấy chữ tàu quý vị, hiểu không? Mà nhà không có điện mà đốt cái đèn dầu leo lét, chỗ là tàu. Cái kiểu mà tối lại, cái thảm thương nhất là tối lại. Tối lại mà nhìn bàn thờ mà kiểu cái hình hồi xưa in bằng bự để bàn thờ. Ngủ thì ngủ thường cái chổng, cái lu quăng đồ mà phía trước đó. Còn bàn thờ đẩy lùi xuống giữa.
tự nhiên mình ngủ mà mình cứ mở mắt ra mình nhìn hình sao ba mẹ mình cứ nhìn mình hoài trời. Vậy đó mà tối lại cái đèn dầu leo lét, quý vị, cái đèn dầu leo lét cái cảnh, trời, cái cảnh chết nhà mà mới có người chết, quý vị, nó thảm thương gì đâu. Ai mà lỡ nhà mà chơi cái giờ đó mình mừng lắm, lỡ chơi mình mừng lắm. Mà dưới quê mà nhà hồi xưa có ai nhà chết á là chiều người ta ưa lợi uống nước trà đồ chơi, mà người ta chơi một chút thôi người ta cũng đi về nhà người ta rồi. Mà khi người ta về nhà mà người ta về mình kêu ở là chơi một chút nó đi, ở là chơi một chút nó đi, mà chút người ta cũng phải về. Mà người ta về rồi mình nhìn cái cảnh nhà nó buồn kinh khủng luôn. Đây nào xưa mà má như đứa mới chết á, trời ơi cái cảnh nó nghèo, không có cái máy hát đu băng để mình nghe, nó buồn rồi ở nhà mà cái đèn dầu leo lét, mà nhà lá ở trên mà gió bằng đêm nó thổi nó tóc mái á, phạch phạch mình á, cái gì vậy? mình sợ nghe tạo, dù cho người thân mà chết mình có thể sợ nó, chứ không phải chuyện giỡn đâu. Mà mình sợ nhất là xưa dưới quê người ta nói là ba ngày dở cửa mã, mà ta nói là cái ngày thứ ba là dìa tối đêm đó đó là 12 giờ cái dìa khóc, quý vị mới biết được là mình chết rồi, mình chết rồi, cái khóc dữ lắm. Nên tại sao mà người ta dưới quê mà người ta đi chết xong mà đem đi chôn, mà đi dọc đường người ta giải với tiền vàng bạc chi, là ý người ta để dẫn đường để mà biết đường với dìa, rồi cái ba ngày cái kéo con gà vòng vòng cái mã dở cửa mã, quý vị. Vợ cứ mã là ta nói là tối lại, người xưa dưới quê có nói vậy đó, tối lại bắt đầu đi về nhà cái biết mình chết rồi, cái khóc than thở. Trời ơi, mình nhớ cái cảm giác đó rồi mình thấy nó thê thảm vô cùng luôn, hiểu không? Rồi quý vị biết rằng là chòm sớm cũng thấy nhà đó có người chết như vậy, vẫn biết đó là thê thảm, đúng không? Nhưng mà không học Phật thì không biết được tới ngày gia đình mình, đúng không? Bây giờ gia đình đó có người chết mình thấy thê thảm, nhưng mình không nghĩ lại là tớ gia đình của mình, hiểu không? Vì bây giờ mình là người học Phật, mình biết cái chết của mỗi một con người mà mình thấy rồi tới mình. Bây giờ vợ chồng đó ly tán, cái chết sinh ly, gia đình mình cũng sẽ chết sinh ly. Quý vị coi nè, có những người chúng ta mới có vợ có chồng, mình có đứa con, mình thấy thương con và vợ chồng hạnh phúc có đứa con vô cùng không? Vậy mà nuôi con càng lớn lên, con đi học xa, cái còn có hai vợ chồng. Rồi con đi có vợ có chồng lập gia đình riêng, cái còn có hai ông bà già ngồi hiu hắt ăn cơm, ngồi trong cái mâm cơm gấp qua gấp lại nha. Cái đầu ông bà mới ngồi nói nhau, bà ơi mai mốt tôi đi trước cho nghe bà, vợ chồng già hủ hỷ bên nhau, nếu như bà đi trước thì tôi ở lại làm sao mà tôi sống cho nổi, thà tôi đi trước phước cho rồi bà ơi bà. Thì bà mới nói rằng ông cứ nói vậy hoài, để tôi đi trước cho. Rồi xong mới nói nhau, phải chi mà ông chờ ông cho tôi với bà cùng đi một lượt. Chứ cái chuyện sinh ly tử biệt của vợ chồng già, bây giờ còn có hai vợ chồng già, ông đi trước tôi ở lại nhìn bằng thờ làm sao tôi chịu nổi, phải chi mà chết một lượt khuất cho nó rồi, có gì thì vợ chồng già cũng đoàn tụ nơi chính suối. Trời ơi tôi nơi chính suối, cái nghiệp duyên ở cái cuộc đời này đừng có nói là bây giờ nhiều người, quý vị, như cô khuyên ảnh vì nói thấy không, bây giờ thương người đó quá người đó chết rồi, bây giờ mình cũng chết theo, đi xuống dưới đó gặp nhau, tôi làm ma làm quỷ cũng gặp nhau, làm bậy. Cái cảnh giới nó hoàn toàn khác, nghiệp duyên bất đồng, dù làm quỷ cũng không biết nhau nữa, là kẻ thù luôn đấy, đừng nói mà chi là gặp nhau. Nó trong địa ngục thì đa dạng địa ngục, họ sanh địa ngục này mình sanh địa ngục kia, trong ngạ quỷ thì đa dạng ngạ quỷ, họ ngạ quỷ đây mình ngạ quỷ chỗ khác, trong súc sanh đa dạng súc sanh, họ sanh loài súc sanh ở Vũng Tàu, mình sanh loài súc sanh ở bên Mỹ. Gặp nhau không? Vị nói cảnh giới nó hoàn toàn khác với nhau, vị coi. Người thì đa dạng người, bây giờ mình sanh ở chùa Hộ Pháp, còn họ sanh ở Chắc Cà Đao. Vị coi đó, sao mà gặp nhau? Nên con người mà biết tu hành thì mình chọn cái thế giới cực lạc mình gặp nhau, hiểu không? Nên bây giờ tất cả những người già mà nghe những đức nói nghe,
Chứ đừng có nói mà cái kiểu mà tới tuổi già rồi cái tranh cạnh nhau chết, tranh cạnh niệm Phật á. Nó bây giờ mình nói một câu lại, ông ơi ông, tôi đi trước thì tôi về cực lạc, còn ông đi trước thì ông về cực lạc đợi tôi nghe ông. Nhớ nghe, phải về cực lạc. Ông thấy ngày xưa tôi với ông còn trẻ thường chải tóc cho nhau, nhưng bây giờ tóc còn không còn để chải. Ngày xưa ông thường khen tôi bà có hàm răng đẹp vô cùng, nhưng ông thấy thời gian đi qua rất là mau. Ngày xưa mình nghĩ 18 tuổi, đến khi 60 tuổi nó cũng là 40 mấy năm, thời gian cũng lâu lắm. Nhưng đó rồi mới đây, tôi với ông với bà thì cũng đã 70 mấy tuổi rồi. Bây giờ ông coi tôi còn cái răng nào nữa đâu. Thấy chưa? Thấy không? Nó. Nên ngày xưa năm 30 tuổi, tôi cũng nghe một ông thầy giảng về vô thường, nhưng tôi không tin. Tôi cứ nghĩ rằng làm gì mà buồn khổ như vậy. Nhưng bây giờ tôi mới thấm thiết lời của ông thầy đó giảng. Bây giờ mình 70 mấy tuổi rồi mới thấy gần đất xa trời rồi ông ơi. Nên thôi bây giờ niệm Phật vẫn chưa có muộn màng đâu ông à. Thấy không? Nói vậy thấy chưa, tuổi già mà bây giờ cứ trông chờ cái chuyện chết đi để gặp nhau chết suối. Rồi khi mà gọi là chết rồi mà gọi là gì, ngồi một mình bắt đầu là để cái chén kê kế bên. Bà ơi bà thường thích ăn con cá sặc này. Hôm nay tôi mua được hai con, tôi một con, bà một con nghe bà. Ngộ là ngày xưa tổ cái tình cảm vợ chồng nó kinh lắm. Nói câu này là nhiều người đột phá lắm nè, chứ không giỡn đâu. Đúng không? Mà nói nè, tôi cứ nhớ lại hoài, hồi đó tôi thường cứ bẻ con cá sặc làm hai, rồi bắt đầu tôi lột thịt nó ra tôi đút cho bà. Mà hôm nay thấy cái chén cơm mà bà đâu mất tiêu rồi bà ơi. Đúng không? Bắt đầu là bắt đầu còn làm theo kiểu ngày xưa nữa nghe. Nè, tôi lột thịt ra rồi nè. Bà ăn đi bà. Ăn đi sao mà không ăn gì hết. Thấy chưa, bà trợn thấy chưa? Thương quá rồi bà trợn luôn thấy chưa? Ăn đi. Nè, tôi gấp miếng bí đao cho bà nè bà. Ồ, chào cái cảnh thê thảm quý vị thấy không? Nếu mà ai mà giác ngộ nhìn cái cảnh này là giác ngộ luôn. Nhìn cái cảnh này là tương lai mình. Thấy không? Nên bây giờ những người ở đây chưa đến nỗi tuổi đó đúng không? Nghe trước đi để có cảm giác. Nó nên bây giờ là con trẻ trẻ là thường ngồi bên nhau á, dựa bên nhau á. Dựa bên nhau kìa. Dựa bên nhau nói anh à. À sao rồi, tu hành sao rồi anh? À tâm quyết cầu sanh cực lạc có cao chưa? Cái này là cao rồi. Hiểu không? Nó nên nó mồi từ đó tới tuổi già cho nó tỉnh táo. Mới mồi cho tới tuổi già nghe chưa? Chứ đừng có đợi cái tuổi già mà si cù que đó. Nên mấy cái người già mà vô chùa mình tu mà nghe gì cái là thấm thiết mùi sưng liền, không nói vòng voi. Về là tu luôn vậy đó. Về là tu luôn. Vợ chồng vẫn thương nhau mà niệm Phật cầu sanh cực lạc. Ôi ơi, vợ chồng vẫn thương nhau mà niệm Phật cầu sanh cực lạc. Của cải chia cho con cháu đâu vào đó, chia cho con đâu vào đó hết đi. Thấy không? Phần nào của mình thì mình để của mình đâu đó đàng hoàng. Rồi bắt đầu là rảnh rảnh đi về chùa tu. Tu xong rồi vài bữa về nhà, rồi từ từ mình bàn với ổng, mình bàn với bà, nói bây giờ thôi, bây giờ mình cứ đi tới đi lui hoài bà ơi. Thôi bây giờ mình vô chùa ở luôn phước cho rồi đi. Hiểu không? Bây giờ nghe thầy nói là bây giờ trẻ vô chùa phải khỏe vô chùa, đừng có đợi hết xíu quách mới vô. Hết xíu quách không có nhận. Thấy không? Thôi bây giờ tôi với bà cũng còn chút xíu quách. Vô được rồi. Thấy không? Nó từ nơi đó mình quyết chí mình vô liền. Nó nên cái trong cái thời điểm này nè, chùa nó đang sắp sửa xong. Xây dựng sắp sửa xong. Mình vô mình ở luôn bây giờ để người ta sắp. Chứ mai mốt nó xong rồi hết trơn mình vô hết chỗ. Chứ không phải dở ra hết chỗ á. À, nó nên ở đây mà
mà nguyên một cái dãy ở trên luôn, là tính ra một chục phòng là như thế, để thứ bảy chủ nhật. Giống để cho thứ bảy chủ nhật người ta đến là tu nó có chỗ. Chứ gia đình các cô các chú trong chùa tu là đến là lâu lâu đến có chỗ ở vậy. Còn chỉ có ở dưới thôi, ở dưới thôi là 10 phòng. Nên nó, còn sau này là những người già đồ này kia rồi đó. Là thí dụ như ở đây mắc một số người thì người già đến thì có chỗ ở thì xin được vô ở. Còn phần nhiều là sau này chùa mình nó phát triển cái chùa mới. Chùa mới là phát triển mạnh nhất. Tại vì nó quá nhiều chỗ ở. Chùa mới nó quá nhiều chỗ ở, hiểu không? À, thì sau này mà già chút nữa là chùa mới, qua chùa mới ở, hiểu không? Còn chùa này bây giờ là thấy cái chỗ ở nó thấy chặt chội hết trơn rồi đấy. Nhưng mà thật sự mà nói thì mấy bà già bà chết. Bà chết đi. Chết đi thì nó ra chỗ thôi, cái gì đâu. Chứ mấy bà sống hoài trời. Bà sống hoài đâu, bà chết chết queo mà đâu có sống. Sống hoài đâu. Bà chết lay gai hoài hà. Cái gì cái giờ với bà chết là có chỗ à. À. Nó thì bây giờ chùa nếu bị coi già quá trời còn lại không chết. Nó mà nói phải chùa ẻo với mấy bà già. Nhưng mà thọ mạng đến là bà chết, mấy bà già mình nó thoải mái lắm, tự tại lắm. Mấy bà già mình là được rèn luyện hết trơn à. Nó bởi vì mình nói cái hạnh phúc lớn nhất mà hai vợ chồng già mà được ở trong chùa. Trời ơi, buổi sáng mà vừa tu xong ăn cơm xong á, hai vợ chồng già mà vừa đi vừa tẩm bộ vòng vòng chùa. Nó vừa đi mà ổng nói kìa bà. Cái gì á ông? Chim bay kìa. Trời ơi, trong chùa nó nói tới nhiều người già già chứ cái tâm hồn của họ mà trẻ trung lắm nghe. Vợ chồng già đó vừa đi khi vừa đi 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 nghe. Đi cái tự nhiên kìa bà, cái bà nói gì ông? Chim bay kìa bà. Cái đầu ổng nhìn xuống hoa giấy ông nói kìa bà cái gì nữa ông? Hoa giấy nở kìa bà. Trời. Thấy chưa? Nghĩa là cái niềm vui ở trong ngôi Tam Bảo quý vị. Mà cả quý vị tuổi trẻ mà vô đây cái gì nữa, không cần lo nghĩ, nhưng tự nhiên vài ba ngày cái tự nhiên mình cứ là ở trong đây mà nó bình yên. Cái bình yên vài ngày này nó hưởng đặc biệt lắm chứ không giỡn đâu. Nhưng quý vị nhớ rằng là mình tu hành nó được rèn luyện cái hội chúng đông người á, là nó có một cái sự trải nghiệm của sự rèn luyện. Tuy mình ở nhà mình nó rất là yên cho mình tu nghe, nhưng mà nó ở đây 3-4 ngày là nó được rèn luyện cho mình sống trong cái hội chúng. Là ăn chay nằm đất, da chạm nhiều người, để cảm giác cái sự tu của mình nó có một cái sự sao khi đụng chạm đó nha. Có nghĩa là nếu như mà mình bỏ cái đại chúng này luôn là cái sự tu mình đi xuống lại, đi xuống liền vậy đó. Nhưng mà nhờ cái hội chúng này mình mới biết cái tâm của mình, là cái tâm mình còn sân si khó chịu này kia đồ, thấy không? Ví dụ như giờ trưởng đoàn dẫn người ta đi tu nghe, mà nằm chung với bao nhiêu con người đông ì, mà gặp nó nói chuyện la lối sùm, có khi nó thử mình, nó coi cái mình tu nhiều, dẫn người ta đi tu mà mình cái tâm mình sao? Nó rèn mình đó chứ không có giỡn đâu nghe chàng. Nên quý vị nhớ cái câu nhà Đức nói nghe, càng tu thì càng ít giận người là đúng tu. Càng tu thì buồn người mau buông xuống là đúng tu. Còn nếu như càng tu mà càng giận dai là sai rồi. Càng tu mà càng giận dai, càng tu mà càng khó tính. Hồi nãy có 11 cô mà đoàn ở Long Hải, mà từ xưa tới bây giờ là những Đức không bao giờ nói cái chuyện mà mình nói, mà cái chuyện mà mình nói mà tổ chức sinh nhật như vậy này sinh kia nghe quý vị. Nhưng mà bữa đó tại ngày nay là ngày 2 Tây tháng 9 là ngày sanh Nhẫn Đức luôn đó. Thì có nghĩa là bữa nay mình tổ chức khóa tu, tôi hiểu không? Tự nhiên có phái đoàn ở Long Hải họ mua cái bánh kem. Mà họ làm sao mà ngộ ghê. Thì xong mấy bà già già không mà mấy bà hát cái bài mà chúc mừng sinh nhật. Trời. Bà xin lên đây hát nè Nhẫn Đức, thôi. Cái đại chúng này để tu bình thường đi cô. Thấy quá nhiệt tình, thầy Nhật Phú dẫn lên trển. Thì lên trển Nhật Đức tiếp chút xíu xíu. Xong cái họ hát cái bài mà chúc mừng sinh nhật á. Xong cái thì họ hát đi, mình ngồi mình nghe. Chứ mình có biết hát gì đâu. Họ hát mình vỗ tay chơi thôi, phải không? Xong cái đầu có cái ngôi sao. Họ kêu Nhật Đức đâu thầy dỡ ngôi sao lên để cho may mắn coi. Tự nhiên Nhật Đức dỡ lên sao, tự nhiên Nhật Đức kéo hoài mà tiền nó lòi ra hoài vậy. Kéo. Trời, trong cái bánh kem mà kéo hoài. Mình kéo một chút, mấy bà kêu thầy đứng lên luôn. Mình đứng lên mình kéo. Trời, mình
cậu có dán tiền với 50 ngàn, kéo qua mình nói trời trời, cái kiểu này mà gặp mà trên đây mà kéo chắc mình le lử luôn quá. Không mà công nhận mấy bà cụ già nghe mấy bà cũng vui thế kia. Mà có mấy cô hơi sồn sồn, nhưng mà họ làm một cái bất chợt mình thấy mình cũng vui ghê nha quý vị. Nên quý vị biết rằng mỗi một con người chúng ta đó, mỗi một năm mà tới cái ngày sinh mình, nó không phải là một cái sinh nhật như ở ngoài thế gian nữa, hiểu không? Mà mỗi năm tới ngày sinh mình là mình cảm thấy mừng khi mình mang cái thân người, có thân người cha mẹ cho, mà bây giờ mình gặp Phật Pháp, mình gặp Phật Pháp nó mới mừng. Còn nếu mà bây giờ mình không gặp Phật Pháp là buồn. Chứ sinh nhật cái gì, chúc mừng cái gì, khi mà không biết Phật Pháp thì nó tạo bao nhiêu nghiệp mà mừng cái gì, đúng quý vị? Bây giờ chúng ta mỗi năm mà tới ngày sinh nhật mình là đúng là mình phải niệm Phật nhiều thêm, mình phải giữ cái khóa tu gì nè để mình hồi hướng cho ông bà cha mẹ mình á, thì nó đúng. Chứ bây giờ mình ở ngoài đời mà bây giờ con cái này kia tới ngày sinh nhật bắt đầu là xin tiền cha mẹ tổ chức cho linh đình chút, cha mẹ đã cực vì mình rồi mình còn chưa cảm ơn nữa, mà mình còn làm cái sinh nhật đó làm gì? Trời ơi, cái ngày mà mẹ như Đức sanh như Đức là bả gần chết, mình tổ chức mình mừng cái gì ngày sinh nhật của mình, hiểu không? Mà mình đúng ngày đó mình phải cố gắng mình tu, mình hồi hướng cho ổng bả. Bây giờ mình tổ chức cái khóa tu gì mình cảm ơn ổng bả sinh mình ra, thôi mình hồi hướng với ông bà. Bây giờ ông bà đi về phương trời nào mình cũng không biết, thì thôi mình cứ hồi hướng cho họ đi, hiểu không? Đó thì mình có cái tâm vậy đó. Chứ mình nói mà mừng mình làm cái gì? Thì bây giờ người ta nghĩ đến mình thì người ta cảm ơn mình, người ta chúc mừng mình vài ba câu. Nhưng mà mình là cảm ơn cha mẹ mình đã sinh mình có cái thân này. Mà mừng nhất là mình gặp được Phật Pháp. Nên đây là cái câu chung của tất cả chúng ta luôn đó quý vị. Chứ không phải là tổ chức sinh nhật như cái thế gian mà giết gà, giết vịt, nhậu nhẹt ha, không có làm cái chuyện đó nữa. Mà chúng ta mừng khi mình được gặp Phật Pháp. Có thân người khó được, gặp Phật Pháp khó gặp. Mà bây giờ tin tịnh độ khó tin, mà mình tin, vậy là mình mừng rồi. Để đời này mình tu, mình cố gắng tu để mình về thế giới cực lạc, luôn luôn sống vui vẻ để mà hẹn gặp ở cực lạc là được rồi. Mình gặp được một đạo tràng chuyên tu, mình có được nhân duyên, mình lại tiếp nhận pháp môn niệm Phật. Đây là phước báo lớn dữ lắm. Nhân Đức nói rằng là được làm người và gặp được pháp môn niệm Phật, không có gì vui sướng bằng. Nhớ ngay vậy. Được làm người mà gặp được pháp môn niệm Phật, không có gì vui sướng bằng. Vậy thì mình mỗi người, mình muốn cầu an cho người thân và cầu siêu cho người thân, thì chính bản thân chúng ta là người nghe Phật Pháp mà sửa đổi lỗi lầm. Nhớ, nghe Phật Pháp mà sửa đổi lỗi lầm. Đây là phương pháp cầu an và cầu siêu hữu hiệu nhất. Nếu như chúng ta nghe Phật Pháp mà chúng ta chỉ là nghe cho có thôi, chứ mình không có phương pháp tu, rồi mình cũng không có nhận thức được cái việc sai của mình để sửa gì hết, vậy thì cái việc nghe Phật Pháp của mình nó vô ích. Nên Phật Pháp là một phương pháp để giúp chúng ta sửa đổi lỗi lầm, gọi là đoạn ác tu thiện. Một con người mà thường đoạn ác mà tu thiện thì cái tâm trạng chúng ta nó thường vui nhiều lắm. Tại vì mình đem niềm vui cho người khác thì mình sẽ vui thôi, vui là an, đúng không? Còn mình thường á, niệm niệm nghĩ gì người thì đây là cái tâm của mình là cầu siêu thoát, mình mới niệm niệm nghĩ gì người. Nên con người học đạo của chúng ta càng học lâu thì tâm lượng càng mở rộng. Nên ngày nay ngày lễ Phật Khánh chúng ta cũng tập trung được số lượng người rất là đông gì để chúng ta cùng niệm Phật. Bây giờ người ta nghỉ lễ 4 ngày, bao nhiêu con người ta đi chỗ này chỗ kia, để người ta đi về quê hay đi chơi vậy đó. Quý vị thấy ngoài đường người ta đi cũng nhiều lắm nha, giỡn đâu. Nhất là những cái nơi khu vui chơi đồ này kia, chắc đông. Hôm nay biển rồi chắc ngoài đó chắc đông lắm ha. Nên còn mình thì mình được ngồi đây nó bình yên. Giống như những Đức ngày xưa mà chưa đi tu ngoài đời, rồi lễ mà nghỉ được 4 ngày mình cũng lao theo.
Tuy mình không phải làm việc nhà nước gì, nhưng mà mình thấy nghỉ lễ mình cũng mong cho nghỉ được vài ngày, không có tiền cũng cố gắng mượn tiền đi chơi. Đi nhậu nhẹt đồ tá lả ăn bình. Mỗi ngày thì ăn con cua, mà ngày lễ này ăn 3-4 con, thấy không? Nên bình thường nhậu ngày một lần, mà ngày lễ này nhậu nhiều khi 4-5 lần, nghĩa là tăng ca ăn chơi. Còn mình bây giờ được nghỉ lễ, mình tăng ca mình tu. Tăng ca tu à. Nên cái phước báo lớn vô cùng là chúng ta gặp được Phật Pháp, mà chúng ta lại nhận thức được cái Phật Pháp nó tốt, nó thù thắng, nên mình mới ngồi ở đây. Thí dụ như bây giờ những người mà già già ngồi đây đi, thì một ngày tu, ngay ngày lễ này một ngày tu thì cũng như được tháng đi. Tại vì già lễ cũng không đi chơi đâu, ha, mà một ngày lễ này mà tu thì cũng như được tháng. Còn mấy cô mà có chồng, mà có mấy chú mà có vợ mà sồn sồn á, thì ngày nay chắc cũng được nửa năm. Đúng không? Còn mấy cái người mà trẻ tuổi luôn á nghe, vì trẻ nha, mà mười mấy 20 tuổi đổ lại, thì ngày nay chắc được năm. Nó theo cái khó mà để thành tựu. Nó khó chừng nào thì thành tựu nhiều nấy. Nghĩa là già đã không đi chơi thì vô chùa tu là bình thường, chọn chỗ bình an, yên yên, đừng có ồn náo. Còn sồn sồn có vợ chồng mà vẫn vô tu thì đã có vợ chồng là hiểu nhiều quá, thì cũng không muốn đi chơi nữa, thì vô đây thì nó cũng được lợi ích lớn lắm, nhưng mà nó thua cái người trẻ hoàn toàn. Trẻ là mê chơi, trong cái lúc này là cái lúc đi chơi háo hức, mà lại chịu vô chùa ngồi đây thì nó vô cùng quý. Phật Pháp là nó ngay cái chỗ là khó chừng nào mà mình tu được thì nó càng quý chừng nay, thấy không? Thí dụ như cái ngày lễ gì ở ngoài, trời ơi, nó đi chơi quá trời, gì mà tuổi trẻ vô đây ngồi đây, thấy không? Mà có khi mà vô đây tu đồ mà ăn chay nằm đất, nằm đông đúc người ta, đó là cái điều quý vô cùng. Cái quý đó nó tích tụ cho mình cả đời của mình phước báo. Mà con người có phước báo thì cái sự nghiệp nó mới lớn lao được. Con người không có phước báo mình làm ăn gì cũng được. Nhưng khi con người nó có phước báo thì sự nghiệp nó phát triển rất là lớn. Mà khi con người phước báo nó dày, nó biết nhìn được cái chỗ để bình an mình chọn. Con người nó có phước, nó biết tìm cái chỗ an vui thật sự của nó. Nó gọi là hướng thượng, hiểu, biết hướng thượng. Còn thí dụ như cái người mình mà thiếu phước, mình cũng vui chơi, nhưng mà mình vui chơi cái cách tiêu cực. Thí dụ như bây giờ bữa nay mình nhậu xỉn say vô cùng, ngày mai mình mệt là tiêu cực chứ gì. Còn bữa nay mình đi chùa mình tu, hoặc là 4 ngày mình ở đây mình tu, thì bắt đầu là tới cái ngày mình đi làm sáng thứ hai là mình tỉnh veo, đó là tích cực. Rõ ràng. Bây giờ quý vị coi, bây giờ nếu mà làm công ty xí nghiệp chung với những người, người ta không tu đi, mà 4 ngày này người ta nghỉ đi, vừa người ta xài tiền rất là nhiều nha. Xài tiền rất là nhiều. Những đức nói rằng là lúc trước mà những đức mà nghỉ lễ đó, là những đức có thể xài 2-3 tháng lương. Như đức xài 2-3 tháng lương hết chân tiền luôn. Mà không có tiền như đức cũng đi mượn mấy tháng lương như đức xài luôn. Tại vì lâu lâu nghỉ lễ bữa, ra đường đi chơi cũng phải ra lăng chút xíu. Nghèo thì nghèo vài bữa đi, bữa nay giàu một bữa nay nè. Nó thấy không, mà qua lễ xong nghe mệt chết lắm. Mà cái cảm giác khi qua lễ xong mà nhớ tới cái tiền mình xài, rồi cái công mình bỏ ra mấy tháng mà mình xài có bữa hai bữa, bắt đầu tiếc. Xài xong tiếc, mà tiếc mà còn mệt nữa. Rồi bắt đầu là làm cái nhìn ngày nay làm mà mệt gì, mà được có chút xíu tiền mà xài có mấy ngày mà hết nhiều mấy tháng lương. Bắt đầu là vừa tiếc vừa làm mệt mỏi, vừa làm mà cái cảm giác nó là nó chán làm dữ lắm, mà bắt buộc phải làm, không làm ta đuổi thì sao. Nó không cái cảm giác đó. Còn bây giờ mà 3-4 ngày ở đây tu ngày nó tăng phước duyên. Mà khi tăng phước duyên là tâm nó an, nó vui. Mà an nó vui rồi, mà khi vô chỗ làm lại là cái người mà đi tu ở đây nè, mà vô chỗ làm là nó tích cực dữ lắm. Làm tỉnh veo mà nó làm hưng khởi cái tâm dữ lắm. Tại vì mình tu được rồi, nó tích phước dày quá. Thì mấy ngày nay mình đâu có xài tiền gì đâu. Mình không có xài tiền vô chùa mà xài tiền gì. Dù mình vô chùa mình có cúng dường tam bảo cũng là tích phước nữa. Mà tu hành tích phước, rồi ăn chay tích phước, rồi phóng sanh tích phước, cúng đĩa thực cầu an, cầu siêu cho tất cả chúng sanh. Có nghĩa là cái tâm của mình đi vô chùa là
chăm lợ nó không có hại. Nó hoàn toàn nó là sẽ tích được cái phước rất là nhiều. Nhưng mà mình ở ngoài đời là mình thấy cảnh duyên này kia đồ, là phần nhiều là mình bị tiêu hao năng lượng. Phải nhớ rằng là mình ở trong ngôi Tam Bảo, mình nghe pháp, mình tu gì nè, nó giúp cho mình phát triển tâm lượng rộng lớn. Mà khi cái tâm lượng rộng lớn, nó niệm niệm nghĩ duyên người thì nó tích tụ năng lượng rất là cao. Quý vị phải nhớ là niệm niệm nghĩ duyên người thì tích được cái năng lượng rất cao. Mà niệm niệm nghĩ gì mình á, là cái tâm ích kỷ. Mà tâm ích kỷ là tiêu hao năng lượng. Một con người tiêu hao năng lượng là cái niềm vui về nội tâm quý vị rất là ít. Mà con người mình nó trí tuệ nó cũng kém nữa, vì nó tiêu hao năng lượng. Năng lượng cũng như là điện đủ thì đèn sáng vậy. Mà hao năng lượng thì điện yếu thì đèn giật. Mà hết năng lượng thì cũng như cúp điện đèn tắt. Nên không? Nên con người cần phải biết cách để tích tụ năng lượng. Mà cách tích tụ năng lượng là niềm vui, nụ cười, niệm niệm nghĩ gì người. Một nụ cười cũng nghĩ gì người ta mà cười. Vì sao? Vì mình cười là mình vui, mà mình nghĩ gì người ta, mình cười với người ta là người ta được cười. Cái tâm niệm đó là mỗi lúc mỗi nơi mình tu phước tu duyên rất là lớn. Mỗi lúc mỗi nơi luôn mình tu phước tu duyên lớn dữ lắm. Mà bây giờ mình còn nghĩ rằng là bây giờ ngày nay là ngày lễ Quốc Khánh, giống như là cái ngày mà Bác Hồ ngày đọc, là giống như là ngày mà được độc lập hoàn toàn đi. Thì quý vị biết rằng là cái ngày nay thì bao nhiêu con người ta chết, đúng không? Ví dụ như bao nhiêu con người chết mới được cái ngày hôm nay. Nó thì như vậy, bây giờ chúng ta tưởng nhớ đến tất cả những con người nằm xuống để cho đất nước này được bình yên, nên chúng ta tổ chức cái khóa tu. Tại vì trong nhà Phật chúng ta vẫn có cái ơn là ơn đất nước, đúng không? Thì mình nhớ ơn đất nước. Bây giờ ngày hôm nay mình làm cái gì? Bây giờ chúng ta mang một cái tâm thánh thiện mình tu hành. Bây giờ có nhiều người ta đánh giặc người ta chết, mà bây giờ người ta vẫn chưa siêu thoát. Bây giờ mình tưởng nhớ tới người ta thì bao nhiêu anh hùng liệt sĩ cảm ơn biết nhiều nói, đúng không? Thì quý vị mới thấy Phật pháp sâu sắc vô cùng, rất là sâu sắc luôn. Có thể lễ này người ta có thể đi đến nghĩa trang liệt sĩ này kia, người ta đọc một số về cái di tích gì đó, một số người ta đã từng anh hùng sao, đúng không? Nhưng mà xong một chút gọi là người ta thắp cho mộ anh hùng liệt sĩ nén nhang, đúng không? Nhưng nếu quý vị cả một cái đại chúng này bị tu nghe, cái quay lực niệm Phật này mới bị hồi hướng người ta đó. Trời ơi, nó không có đơn giản đâu quý vị ơi, nó lớn dữ lắm. Thật sự người tu mình tin 100% luôn đó. Nên chúng ta có một cái tâm vậy thì cái phước duyên nó lớn dữ lắm. Mà mình hồi hướng đây không phải riêng anh hùng liệt sĩ không, mà cho tất cả những người chết vì trận dịch bệnh Covid này kia mà chưa được siêu thoát. Mình niệm niệm mình nghĩ với người ta thì cái chư hương linh á, người ta chưa siêu thoát là cảm ơn mình biết bao nhiêu nói không. Mà chư hương linh người ta đã cảm ơn mình rồi thì quý vị biết rằng thì hương linh cũng như là một con người. Mình nghĩ với người ta thì người ta cảm ơn mình, mà cảm ơn mình thì người ta không làm phiền mình. Thí dụ như đây cũng có nhiều cô từng mang nghiệp phá thai, thì bây giờ mình nương vào cái ngày hôm nay để mà mình hồi hướng cho người ta luôn. Mà ngày hôm nay những đứa phóng sanh cũng nhiều, cũng đi thực nhiều. Thường chủ nhật những đứa cũng đi thực 3 triệu, nay những đứa cũng đi thực luôn 4 triệu. Nó nghĩa là mình mời khách tặng quà, hiểu không quý vị? Đó, nên từ nơi đó cái tâm mình niệm niệm đối với người sống, cái tâm mình niệm niệm đối với người chết, mình tin ngoài cảnh giới của mình là người sống, còn cảnh giới những người chết chưa siêu thoát. Người ta rất là buồn, người ta rất là khổ. Mình chỉ cần có một cái quan niệm nghĩ ngợi, quan tâm cho người ta một chút, thì tự nhiên cái tâm đó người ta cảm ơn. Nên phải có cái tâm niệm niệm như vậy đó. Và thêm mỗi một người chúng ta là nghiệp quán thân trái chủ. Nhiều đời nhiều kiếp của mình đã từng não hại từ vô tình hay cố ý, nhiều lắm ta theo mình. Thì bây giờ mình đi vô chùa, người ta đi vô chùa, mình nghe pháp, người ta nghe pháp. Mà mình nghe pháp mình an vui, mình cởi mở tâm tư, thì đây gọi là nghiệp chướng tiêu trừ. Đây là cái cầu an cầu siêu bằng cái cách nghe pháp. Nên Đức Thích Ca Mâu Ni tại sao Ngài dùng thuyết pháp 49 năm? Vì thuyết pháp nó mới cởi mở tâm tư. Con người á, nó có phương hướng là nhờ nó được nghe một tư tưởng. Quý vị mới nhớ. Thí dụ như mình tu tịnh độ mà mình tu cả đời là do gì? Mình được bồi dưỡng và nhận thức. Mình thấy cái pháp tu này nó thù thắng là do mình áp dụng. Mình áp dụng mình được lợi ích rồi, mình đã nhắm mục tiêu rồi, thì tức khắc cả đời mình tu mình không có thay đổi cái phương pháp. Tại vì sao? Vì mình đã nhận thức được cái pháp, và mình được bổ túc cái pháp, nên từ nơi đó mà mình không bỏ cuộc. Còn nếu như mà bây giờ mình nghe rồi mình tu mà mình không cần nghe nữa, rồi thời gian nó lạc cái pháp. Khi nó lạc rồi nó chuyển phương hướng, nó không còn duy trì tu lâu dài. Nên muốn tu cái pháp môn tịnh độ này lâu dài phải gầy dựng, và phải áp dụng trong những lúc khó khăn, trở ngại mà vẫn áp dụng. Khi áp dụng mà vượt qua được rồi thì lòng tin nó vượt trội lên. Nó hừng hực cái tâm mình để niệm Phật vậy đó. Vậy thì cả đời quý vị mà tu pháp môn tịnh độ thì chắc chắn là quý vị thành công. Nên cái công đoạn những đức nói rằng là được làm người và gặp được pháp môn niệm Phật không có gì vui sướng bằng.
hạnh phúc vô cùng. Đó. Nên bây giờ mình biết Phật pháp mình mới thấy mình, cái cách hưởng thụ của mình nhận thức đó nha. Mình nhận thức thôi, bây giờ mình không nói những người người ta không tu đi. Bây giờ chúng ta là được hưởng thụ trong Phật pháp, đó là hạnh phúc nhất. Nếu như bây giờ cái câu này mà đưa cho những đức khoảng 15 năm về trước là những đức sẽ phớt quang bên liền. Tại duyên chưa đến. Bây giờ mình nói câu này cho một người mà duyên chưa đến người ta cũng phớt à. Ta không ngó ngàng đến đâu. Như vị đưa cho những đức cái câu này mà 15 năm về trước những đức sẽ phớt quang bên liền. Tại những đức tu bây giờ là gần 14 năm. Vậy thì cái 15 năm về trước là những đức bây giờ là ngày lễ này những đức khoảng chừng. 15 năm về trước. Bây giờ vì lỡ vì nói thầy ơi, hưởng thụ trong chùa là chú ơi, hưởng thụ trong chùa là thù thắng nhất. Vì chùa. Chuẩn bị đi nhậu mà chùa. Đúng không? Không bao giờ phớt quang bên liền, hiểu không? Mình đâu có chấp nhận đâu. Nhưng mà bây giờ do mình ở trong ngôi Tam Bảo thì phải nhớ nha, mình đến ngôi Tam Bảo, mình ở ngôi Tam Bảo, mình an lạc với một cái pháp tu, mình cảm giác ăn chay niệm Phật là điều thù thắng, là mình cảm giác rồi, mình làm, mình hành trì rồi, mình lợi ích rồi, thì từ nơi đó thì chính mình có cảm giác này. Còn đối với gia đình, người thân mình hay bạn bè mình là người ta chưa có làm điều này, nên mình nói người ta không chịu tiếp nhận, và người ta còn phớt lờ, người ta có khi còn nói mình là già cổ lũ sĩ gì, đúng không? Thì mình không có trách người ta vì người ta chưa có cảm giác này. Còn mình thì được cái cảm giác này nên mình mừng, là cái duyên phước của mình là mình gặp được cái duyên như vậy nên thù thắng quá. Chứ nếu như bây giờ mình không gặp Phật pháp là bây giờ mình cũng đi chơi, đi ăn nhậu này kia đồ, gọi là lễ lộc này, mình đi du lịch chỗ này chỗ kia chơi rồi, thấy không? Nhưng mà bây giờ nay mà mình được ngồi đây rồi, đặc biệt vô cùng. Ngồi đây tu xong mà chiều mà ai ở lại tu luôn hết ngày chủ nhật nó tuyệt vời. Cứ ở trong chùa bình yên, vừa đỡ tốn gạo nhà mà lại có phước. Không, bây giờ nói chuyện đơn giản dễ hiểu nhất thôi. Bây giờ nói gì xa giờ, đúng không? Bây giờ quý vị ở đây tu mấy ngày, một là đỡ tốn gạo, khỏi nấu đồ ăn, đúng không? Mà còn được lên chánh điện tu. Tu xong về ngủ, hoặc đi vòng vòng chùa chơi thôi, đúng không? Đi đâu cũng nghe câu Phật hiệu hết trơn á, cảm giác nó bình an. Nhưng mà cái người có phước thì tự nhiên thích à. Người có phước là tự nhiên mình thích được như vậy đó. Nó nên quý vị coi một ngày mà như nãy như đức tính đó, thì quý vị coi nếu mà từ đây tới hết chủ nhật luôn thì quý vị tính được nhiều. Thậu nó nhiều quá trời nhiều luôn. Hiểu không? Đặc biệt quá. Đó, nên mỗi một con người chúng ta khi mình mà nghe người ta nung đúc tinh thần thì hứng thú, thấy cái việc tu này là thù thắng rồi. Nên quý vị coi, tuy là cái công đức niệm Phật là vô lượng, chưa có nghe nói nghe thuyết pháp vô lượng, nghe nói cái công đức niệm Phật là vô lượng, nhưng mà thuyết pháp nó hỗ trợ cho cái chuyện niệm Phật lớn, thấy không? Nếu mà chùa mình mà chỉ niệm Phật không mà không thuyết pháp thì không có đến đây đông gì đâu. Nhưng chùa mình là do thuyết pháp nó mới đi đến đây đông, rồi người ta mới cảm giác niệm Phật, biết rằng là niệm Phật là vô lượng công đức. Nhưng mà nếu không thuyết pháp là không đến niệm Phật, tại vì người ta chưa hiểu sao mà người ta đến niệm Phật. Nên cái việc thuyết pháp cực kỳ quan trọng, thấy không? Thế vị biết vì sao mà không nói thuyết pháp mà công đức vô lượng không? Vì ít người thuyết pháp, quá ít người thuyết pháp, và không có người thuyết pháp được nhiều. Từ nơi đó mà không nói đến việc này. Tại sao nói công đức là niệm Phật vô lượng? Công đức niệm Phật vô lượng vì ai cũng niệm Phật được, nên mới chỉ người ta là niệm Phật vô lượng. Phật từ bi lấy cái dễ nhất để chỉ người ta, ai cũng làm được. Còn cái khó thì không muốn nói tới. Nếu ai hiểu mà phát tâm làm thì cố gắng. Còn cái khó quá mà kêu người ta là phải bắt buộc phải làm thì người ta không làm được. Cái nguyên lý là như vậy thôi. Nên mỗi một người chúng ta đó, mừng khi mình có thân người mà lục căn đầy đủ đang ngồi đây, thấy không? Mình lục căn đầy đủ, mình có nghèo chút nữa mà mình lục căn đầy đủ là mình thấy mừng rồi. Rồi xong mình còn gặp được Phật pháp, mỗi ngày mình chỉ cần có 3 buổi cơm ăn áo bằng, rồi mình có cuộc sống rồi, mình tu là được rồi đó. Nhưng mà cái người tu mình mà biết đủ thì thường vui, mà biết đủ thì thường có phước. Nó lạ lắm, cái tâm biết đủ nó không có ác nên nó có phước. Còn cái tâm mà không biết đủ là nó tổn. Nó tổn là do gì? Mình không biết đủ, mình có, mình muốn. Từ nơi đó nó không biết đủ nên nó tổn phước của mình. Còn cái tâm mà biết đủ là thường an, an là có phước. Mà phước mà đầy đủ rồi thì con người càng an. Nó càng an vui mà nó cũng không thiếu thốn. Xài bao nhiêu thì nó có bao nhiêu. Hết rồi nó có, hết rồi nó có. Vì trong mạng nó có phước. Mà nó luôn luôn an, nó không sợ hết. Là do trong mạng nó phước, nó nhiều quá nên nó an. Nó an tâm rồi thì nó không có sợ hết. Còn con người mà thường sợ hết của là con người này đang bất an. Quý vị phải nhớ nha, kiểm lại nha. Dù quý vị có cuộc sống gì giàu sang,
Nhưng quý vị có một cái tâm là tôi bất an, tôi sợ hết của, tôi sợ bữa nay có mà mai mốt bệnh lặng được thì sao, là con người này là con người đang bị phước si. Còn con người mà phước thịnh á, là tự nhiên quý vị sẽ không sợ ngày mai hết. Quý vị không có bận tâm điều đó, quý vị cứ làm việc với khả năng mình thôi, rồi cuộc sống biết đủ thường vui, an tâm vô cùng. Đây là phước thịnh. Phước thịnh là sẽ cảm được là điều này liền, mình biết liền. Bây giờ quý vị coi như chùa mình đông người vậy mà những đức không có sợ thiếu cơm thiếu gạo, là vì sao? Vì những đức tin các cụ đây, người nào niệm Phật cũng là thắp lên một ngọn đèn, cụ nào cũng có phước, hiểu không? Bây giờ cụ nào cũng có phước, dân bắt mình lo làm gì? Như trong gia đình mình 4-5 người thì ai cũng có phước, bắt mình lo làm chi? Tự nhiên mình đi gánh họ, ai dạy gì làm điều này? Nên từ nơi đó mình hiểu được nguyên lý này rồi tự nhiên tâm trạng mình rất là an. Còn con cái mình sinh ra mình nuôi không lớn, mình hiểu được con mình mỗi đứa nó có phước duyên sao tùy nó, mình cứ nuôi và mình dạy đàng hoàng thôi. Còn cái chuyện phước duyên của con là chuyện phước duyên của con, chứ mình không có ôm đàm mà nặng nề gánh nó trên vai. Vậy là quý vị là người có trí tuệ. Còn bây giờ quý vị gánh vác nó trên vai thì phước duyên của nó vẫn là phước duyên của nó. Nó không có phước vẫn là không có phước. Bây giờ quý vị muốn đặt để nó tốt cỡ nào thì nó xấu vẫn là xấu, vì nó không có phước, nó không có phần. Còn nếu như nó có phước có phần, quý vị có để nó chỗ xấu thì cái phước cái phần vẫn đưa người ta đến chỗ tốt. Nên mình tin được chỗ này rồi thì mình nuôi con người, sanh con người, mình nuôi người ta khôn lớn, mình tùy duyên người ta, mình chỉ dạy người ta tốt thôi. Còn người ta làm xấu làm tốt đó là duyên nghiệp của người ta. Còn riêng bản thân của mình phải làm sao sống cho nó an vui tự tại. Đây là tấm gương của người học Phật mà giúp cho nhiều người học theo. Nhớ à, quan trọng dữ lắm. Nên quý vị thấy chủ nhật tuần nào chúng ta về đây, quý vị cũng nghe tương đối chung chung gì thôi. Nhưng mà mỗi lần nghe nó có một cái cảm giác gì á, mà nó nghe rồi bắt đầu là nó muốn nghe nữa. Tại vì sao vậy biết không? Vì đây là tánh đức. Vì là tánh đức nên quý vị nghe nó không có chán. À, nó là tánh đức hiển lộ tự nhiên nên nghe nó không có chán. Mà khi nghe làm như hình như nó bào mòn những cái tâm nghiệp của mình á, những cái gọi là bồ đề gai của mình á. À, nó nghe chứ nó bào mòn bồ đề gai, nó phát bồ đề tâm. Hiểu không? Nó nên quý vị biết rằng á, mà rõ ràng cái pháp môn tịnh độ là một cái pháp môn đại thù thắng, phải nhớ nghe. Sửa đổi lỗi lầm, tu nhân tích đức, đó là cầu an cầu siêu cho người thân. Nhớ, sửa đổi lỗi lầm, tu nhân tích đức, đó là cầu an cầu siêu cho người thân. Chính bản thân của chúng ta nó có sự câu thông với tất cả thân bằng quyến thuộc của mình, dù còn sống hay đã chết. Nó có sự câu thông và có một cái sợi dây duyên nghiệp. Nên bản thân của chúng ta mà biết tu nhân tích đức, biết sửa đổi lỗi lầm, đó là cầu an cầu siêu cho người thân. Xác thực 100%. Dù cha mẹ mình chết chưa được siêu thoát, bây giờ chúng ta là người biết tu hành, đó là cái mà mỗi ngày mình đang cầu an cầu siêu cho người thân mình đó. Nhớ đó, mà phải sửa đổi lỗi lầm nha. Dẫn một người đi niệm Phật hơn đem bảy báo cúng dường cho tam thiên đại thiên thế giới. Nên từ nơi đó quý vị dẫn được một người đi niệm Phật, quý vị rủ một người đi niệm Phật, cái phước báo này nó lớn còn hơn đem bảy báo cúng dường cho tam thiên đại thiên thế giới nữa. Thí dụ như mấy nhọn gái mà nhìn mặt mày sáng sủa xinh xinh dễ thương, có duyên rồi đó, mấy đứa con mình, con gái mình nắm bắt cơ hội, mình dẫn mấy thằng trai đi vô để tu ngày chủ nhật à, đúng không? Tại vì con gái thì nó đẹp đẹp mà có duyên đồ dễ thương đồ là mấy thằng trai đi theo. Mà nó muốn lấy lòng mình nên mình nói ví dụ như mình nói chuyện với nó, tự nhiên mình nói em lại bao nhiêu lại thì anh lại theo bao nhiêu lại nghe. Thì mấy thằng trai là nó tính nó ga lăng. Ở nhà ba mẹ nó kêu lại nó cũng không lại nữa. Nhưng mà con gái là nó lại theo tới cùng luôn à. Dù sưng đầu gối nó cũng lại nữa. Hiểu không? Nó lại xong cái mình hỏi ủa anh lại có đau đầu gối không, mình nói tiếng gì thôi nghe, nói anh sao mà đau được, ồ nó ga lăng con trai nó kỳ cục vậy đó. Nó mình dụ đủ mấy thằng trai đi, nó đi tù đúng không, lễ lọc đồ 2000 lại của tao quán thế. Mình mà dụ như con gái mà có duyên dễ thương rồi đó là mình dẫn mấy thằng nó, con trai nó đi, mấy cái thằng mình thấy công tử rồi mà nó thích mình rồi đó, mấy cái thằng mà nó nam đồ đó, dạ, dẫn nó đi, nói em lại bao nhiêu lại, anh lại theo bao nhiêu lại nghe. Đầu nó đi theo nó lại, ô nó lại dữ lắm, chứ không phải giỡn đâu. Mấy nhỏ gái mà lanh lanh là cũng biết cách tu phước duyên á.
Còn bản thân mình duy trì, mình giữ mình kể mình chứ. Giỏi lắm, nó đi theo, nó nói chuyện mình thôi, mình nói chuyện vài câu thôi. Lâu lâu mình hỏi một câu ngọt ngọt thôi, biết không? Ồ, nãy mấy anh ăn cơm ngon không? Nó nghe cái mê nó ngon chứ. Hiểu không? Nó từ nơi đó mình hỏi, lâu lâu mình hỏi một câu thôi, vậy đó. Nó mà ngộ lắm đi theo nó tù. Nó theo nó tù. Rồi ở đâu, thương ai đâu chịu nghe pháp đâu. Mà mình dẫn nó đi nghe pháp là nó đi theo nó nghe. Tại mình ngồi đâu nó ngồi đó à. Nó kỳ cục vậy đó. Nó nên mình dẫn nó đi, nó tu từ từ. Nó có một cái nhận thức về Phật pháp. Thấy không? Nếu như mình mà có nhiều bạn mà tu hành vậy thì đặc biệt quá. Còn bản thân mình tự giữ bản thân mình chứ, thấy không? Mình là người tu mình hiểu mà. Nó mà nói ngọt vài câu có mắc mát tiền bạc gì đâu sợ. Thấy không? Nó ngọt vài câu nó ngọt có phước chứ có gì đâu. Mình nói ngọt mà mình đâu có hại người đâu. Mình đâu phải mình nói ngọt để mình lấy tiền người ta đâu. Mình giết người đâu mà mình có tội. Thấy không? Nó ví dụ như mình ngoài đời mà mình mấy thằng trai mình gặp nó mình kêu anh, nó mì lắm nha, nó khái lắm. Lỡ đây em nói này nghe nè. Đồ nó mê lắm nghe. Ồ vậy đó mình rủ đi tu nó đi theo đó chứ không có giỡn đâu. Đó mình dùng cái ngọt dịu mà dẫn ta đi tu. Chứ không giỡn đâu. Rồi cả trưởng đoàn lúc đó thì có một cái cô này trưởng đoàn mà ở Tiền Giang á. Trời ơi, mỗi lần cổ mà đi tu là nguyên một cái dàn nam đi theo đông dữ lắm. Mà nhìn cổ không có đẹp gì mấy mà có cái cổ nói chuyện vui với cổ nói chuyện rất là ngọt luôn. À, mà có cái là cô này chắc cô không có chồng mà cũng không làm được gì. Nói rõ ra chứ mấy cái bà có chồng mà dẫn đi mà nói éo lả ngọt để chồng nó quýnh te tu. Hiểu không? Thì bắt đầu là bà để tóc dài đồ lúc đó đó đi theo bà đông lắm. Mà mỗi lần mà bà đi đến đây tu dẫn đâu nó thiêu 7-8 ông sồn sồn như bà đi tu chung. Mà nguyên một đoạn đi mà nam đi theo bà đông dữ lắm. À, đi theo bà rất là đông. À, vậy đó mà sau này bà lên đây bà nghe những đứa nói chuyện đồ này kia bà tu từ từ á. Không biết sao tự nhiên cái bà cạo cái đầu chùa lũi á. Bà cạo đầu rồi xong rồi bà không có còn nói chuyện ngọt nữa. Vậy mà mấy thằng nó mất tiêu chứ. À thì có nghĩa là bà dẫn nó đi tu được thời gian. Rồi bắt đầu là bà lo bà tu thôi. Rồi bà cạo đầu luôn rồi. Bà không có ăn diện gì nữa hết trơn á. Rồi bắt đầu là mấy cái thằng mà đi theo bà mà nó thật sự nó cũng chưa muốn tu là gieo thôi. Gieo cái duyên cho nó thôi, hiểu không? Thì bắt đầu là bả lo bả tu thôi, bắt đầu nó mấy thằng đó đâu mất tiêu hết trơn. À, thì bả cũng có cái phước là bả gieo cho người ta. Gieo cái hạt giống đó chừng nào mà người ta tiếp nhận luôn thì nó thành tựu, hiểu không? Có nghĩa là Đức Phật nói rằng là đi đến thế gian Đức Phật á, người nào mà Đức Phật gieo mà đủ duyên thì người ta thành tựu đời đó. Còn người nào mà chưa có đủ duyên thì Đức Phật gieo rồi thôi. Có nghĩa là mình không có nặng nề, nhưng mà mình gieo cái thiện duyên cho người ta thì mình có duyên và có phước. Chứ mình đừng có đặt vấn đề là bây giờ tôi gieo phải thành tựu đời này, đừng có đặt vấn đề gì. Nhưng mà đối với chúng sanh mình cứ gieo như một cơn mưa vậy thì cứ mưa đi. Thì tự nhiên cây lớn hưởng theo lớn, cây nhỏ hưởng theo nhỏ. Còn đất đai đại địa thì hưởng theo đất đai đại địa. Có nghĩa là Phật pháp mình phải tùy duyên vậy đó. Thì cái tâm của mình rất là thích tu phước tu duyên, thấy không? Rất là thích tu phước tu duyên. Nên những người trưởng đoàn mà dẫn người đi tu, một là vui vẻ hoan hỷ, rồi ít gì con người cũng phải sáng sủa. Thì mình dẫn người ta đi tu, người ta đi tu theo đâu? Cái quan trọng sáng sủa nó là một cái duyên. Rồi thêm một cái nữa là con người dù là xấu nhưng mà cái duyên phải dày thì mới dẫn người ta đi tu đông được, hiểu không? Chứ không có đơn giản đâu quý vị. Chứ không phải là tự nhiên ai muốn dẫn người khác đi tu là dẫn đi đâu. Có những người trưởng đoàn người ta đi là người ta đi theo đông lắm. Nhưng mà có những người trưởng đoàn người ta không đi, vậy mà cái nhóm kia người ta không đi. Tuy là những đức duyên sẽ Phật pháp nhưng mà cái duyên của cái người đó nó có duyên với người trưởng đoàn đó dày đó quý vị, không có giỡn đó nghe. Nghe mình thì nghe vậy đó mà không có người kia đi cái tự nhiên người ta không biết sao người ta không muốn đi. Thì quý vị biết là cái duyên của cái người đó với một nhóm đó nó vậy. Đó nên mình đã nhìn được cái duyên vậy thì mình phải dẫn dắt người ta đi tu. Dẫn dắt người ta đi niệm Phật. Đó. Thì quý vị biết rằng cái cô mà niệm Phật mà hoa sen từ miệng, từ cái miệng mà nở ra cái hoa sen á, là cũng do người ta dẫn đi tu. Do người ta dẫn đi tu mà bắt được vậy đó. Nó nên nó từ nơi đó mà mình là trưởng đoàn á, mình đủ duyên mình dẫn người ta đi tu. Lễ lọc rồi mình dẫn người ta đi tu. Trời ơi, cái việc này là cái việc làm lớn lao nhất trong cái cuộc đời mình nè. Nó rất là lớn lao luôn á. Rồi lay quay á, bữa nay nè, rồi lay quay chủ nhật nè ha, cộng tu nữa ha. Bữa nay mùng 7 thấy không? Chủ nhật là mùng 9. Đúng không? Chủ nhật là mùng 9 âm lịch rồi. Mùng 9 rồi lay quay tuần sau là 15. 15 là chúng ta trung thu nghe. Là tối thứ bảy đó, 15 là tối thứ bảy trung thu.
Nó Trung Thu thì tất cả trẻ em đồ đủ duyên là đến dự Trung Thu. Rồi tất cả những người già, vợ chồng, dẫn con cái đồ đi đến dự Trung Thu. Tại vì sao cái chương trình Trung Thu là một cái chương trình nó rất là vui. Cha mẹ mà lớn tuổi dẫn theo, rồi vợ chồng dẫn con đồ theo. Tự nhiên đó là một cái ngày mà gọi là gia đình được sum họp. Nó rất là vui, ở trong Tam Bảo nữa chứ. Ngày đó mà mình nguyện mà đừng có trời mưa á, ở ngoài săn đồ, cho người ta chơi đèn Trung Thu đồ, người già đồ, rất là vui. Còn chùa mình thì qua lễ này nè, là Như Đức tổ chức Trung Thu cho hai bên đạo tràng. Không biết qua lễ ngày nào. Tại vì sao gì? Thí dụ như bây giờ mình tổ chức Trung Thu thì tất cả người ở trong chùa mình, người ta phục vụ lo cho bên ngoài dữ lắm. Rồi mấy cô đồ đốt đèn Trung Thu đồ cho người ta được chơi, cắt bánh Trung Thu cho người ta ăn. Nhưng mà họ thì cứ phục vụ thôi. Nên trước cái ngày đó những đức tổ chức cho ba đạo tràng bên kia nhập thành đạo tràng Đại Tùng Lâm bên nhà bếp, được tổ chức Trung Thu cho các cụ, mình chơi với các cụ ha. Xong rồi cái bên đây thêm lần nữa. Còn ngày 15 mình tổ chức vậy thì người trong chùa, người sống bên cạnh mình, ai cũng được vui chơi xong rồi mình phục vụ người ta. Quý vị phải nhớ rằng cái tâm này nó đặc biệt lắm. Ý những đức muốn nói rằng đó, dù mình ở ngoài đời mình có làm ăn kiếm tiền hay là mình có gì công việc lu bu gì, nhưng mà quý vị nhớ là mình phải dành thời gian cho gia đình mình rất là nhiều. Khi dành thời gian cho gia đình mình nhiều một chút á, thì cái gia đình mình nó được bồi dưỡng hạnh phúc. Như bữa thứ bảy những đức học tập có nói một câu á, cái việc mà kiếm tiền nó không quan trọng bằng là bồi dưỡng được hạnh phúc của gia đình. Gia đình mà nó hạnh phúc thì gia đình nó mới thịnh vượng được. Nên quý vị nhớ. Nên á, mình học Phật là mình đem Phật Pháp này mình áp dụng ở trong cái gia đình của mình á. Mà chính bản thân mình là người học Phật, làm sao mà để cho người ta thấy mình mà người ta thấy thích Phật Pháp. Phải nhớ là người ta thấy mình là người ta thích Phật Pháp. Là chính mình học Phật, từ khi học Phật tới giờ là mình dễ tính nè, mình cười nhiều nè, mình vui vẻ nè, mình không có giận ai để trong tâm nặng nề. Đó là người ta nhìn mình là người ta thích Phật Pháp. Còn nếu như mà mình học Phật mà mình còn tệ ngày xưa nữa, mà mình đi chùa hoài nhưng mà mình khó tính, không? Mình đi chùa hoài luôn mà sao tính tình của mình kỳ cục. Rồi mình đi chùa hoài luôn mà sao mà đối với cha mẹ mình lại keo kiệt. Mình nói là tiền để cúng dường Tam Bảo chứ bây giờ không có cho cha cho mẹ. Cho cha cho mẹ công đức không có bằng. Hoặc là cha mẹ thì quýnh số đề còn ăn mặn, cho thì mua số đề ăn mặn này kia được, thôi cúng dường Tam Bảo. Cái đó vẫn là cái tâm của mình chưa mở ra được. Mình chưa mở cái tâm mình ra được sao mình độ người ta đây. Dù là người ta còn ăn mặn quýnh số đề nhưng người ta cũng là cha mẹ của mình. Đã là cha mẹ của mình là mình phải cúng dường nè. Mình cúng dường cho cha mẹ của mình để mà gieo cái thiện duyên. Rồi từ từ cha mẹ mới nhìn ra được đứa con này đi tu học càng ngày càng tốt. Vậy là Phật Pháp tốt. Thì từ từ họ nói bữa nào mày đi chùa mày cho tao đi chứ. Đó. Là nghĩa là người ta thấy mình như vậy, người ta từ từ ta muốn đi đến chùa. Tại người ta thấy mình đi chùa là mình vui mình tốt, nên người ta muốn đi đến chùa. Nên quý vị nhớ rằng từ nơi những cái hành động cái tâm này nè, là thật chất của cầu an và cầu siêu. Cái cầu an cầu siêu nó phải ghi tờ giấy một cái sớ, rồi đọc cho nhiều bên nội bên ngoại, cố sơ, cố tổ, rồi đọc Tá Lã Âm Binh. Không phải. Mà cầu an cầu siêu là chính cái hành động của mình nè. Tại vì mình trong một cái gia tộc, mình có cái sự câu thông cùng với gia tộc, bên nội bên ngoại là mình có nhân duyên hết. Nên khi mà mình mà trong gia đạo mà có người mà tu hành là nó lợi ích cho cái gia đạo nội ngoại lớn dữ lắm. Bây giờ quý vị coi như bây giờ gia đình dòng họ Như Đức có một mình những đức đi tu, mà bây giờ nó ảnh hưởng luôn bên nội bên ngoại, nó ảnh hưởng luôn chòm sớm, mà nó còn lan can ra xã hội luôn. Quý vị coi thấy ghê không? Nó quá lớn. Thì một con người mà học Phật á, cái đó là cái hình thức thế gian đó nghe. Còn cái công đức xuất thế gian á, là nó bao trùm luôn. Thì gia đạo của mình, dòng họ mình mà người chết chưa siêu thoát được lợi ích lớn vậy lắm. Nhất là những vị trưởng đoàn mà dẫn người ta đi tu á. Quý vị dẫn người ta đi tu mà nghiêm túc đàng hoàng cho quý vị biết rằng nha, ông bà cha mẹ mình mà dù chưa siêu thoát nhưng mà quỷ thần vẫn tôn kính. Tôn kính. Tại vì cái người kia làm trưởng đoàn dẫn người ta đi tu nên cha mẹ ông bà của người đó được tôn kính. Có đứa con cháu mà làm những việc ý nghĩa như vậy, dẫn bao nhiêu con người đi tu chòm sớm láng giềng, nhờ đứa này dẫn mà nó lan can ra bây giờ sớm này biết tu nhiều quá.
Nó nên mình biết pháp môn tịnh độ này nè, mình phải dùng đa dạng phương tiện khi mình đủ duyên á, mình đem pháp môn tịnh độ này mình rải ra ở cái xóm làng của mình, rải ra ở xóm làng của mình. Từ nơi đó mà xóm làng mà từ từ nhiều người biết pháp môn niệm Phật, mà nhiều người biết pháp môn niệm Phật thì âm siêu dương lợi, gia đạo mình và chòm xóm láng giềng mình từ từ nó thịnh vượng. Nên các pháp môn niệm Phật này là các pháp môn đại thù thắng, các pháp môn đặc biệt cứu khổ cứu nạn ở chúng sanh trong thời mạt pháp này. Mà rất là nhiều người nghe những đức là nói rằng những đức không có đọc thơ đó, người ta viết thơ người ta gỡ đó. Rất là nhiều người ta gỡ thơ mà ta nói rằng cuộc đời người ta khổ vô cùng, vậy mà được tặng một chiếc máy nghe pháp thôi, vậy mà nhiều người ta nói thay đổi cuộc đời người ta. Những cái điều đơn giản thôi mà người ta nghe tự nhiên người ta chuyển biến cái tâm trạng khổ đau của người ta luôn đó. Mà cái câu mà những đức thường nói rằng, ủa mỗi ngày mình khổ mà mười mấy năm vẫn khổ, vậy thì mình khổ hoài làm gì? Bây giờ có một phương pháp mà chuyển khổ đau thành an vui, đó là phương pháp gì? Niệm Phật. Niệm Phật à, mình nhớ Phật thì mình chuyển khổ đau, có được sự an vui. Nhớ nghe, đem Phật Pháp giới thiệu, đây là việc làm ý nghĩa nhất. Nhớ, đem Phật Pháp giới thiệu, đây là việc làm ý nghĩa nhất. Mà mỗi một con người đều có cái duyên được làm việc này. Thí dụ như bây giờ quý vị nhà mình có ai bệnh hoạn, hay mình đi thăm bệnh hoạn ở trong bệnh viện, mình gặp một người thôi thì tự nhiên đủ duyên thôi, tự nhiên mình gặp người ta đủ duyên thôi. Có khi mình tặng người ta chiếc máy nghe pháp, hoặc là đủ duyên mình nuôi người thân mình có ai cảm bệnh gì lan can kế bên đó, vì mình ghé ngang mình nói chuyện vài câu. Vậy mà có vài câu thôi có khi mình độ được người ta đó, chứ không chuyện giỡn đâu. Mình phải có một cái tâm vậy thì cái phước mình rất là lớn. Mà nhất là pháp môn tịnh độ này dễ khuyên nhất, dễ dạy nhất luôn. Nó thí dụ như bây giờ mình gặp người này ung thư đi mà họ đang buồn chán đi, mình ví dụ là cô con biết á, lúc trước có mấy người bị ung thư như cô luôn, mà nặng hơn cô nữa nghe cô, mà gọi là bác sĩ chạy rồi đó cô. Vậy đó mà họ biết niệm Phật đó cô, họ là bác sĩ chạy, nói rằng là vài tháng nó chết queo rồi đó cô. Vậy mà họ niệm Phật, họ tu hành, họ ăn chay đó cô. Vậy mà cuối cùng á, họ không chết mà bây giờ họ khỏe lên luôn đó cô. Con thấy rằng là bây giờ cô mà bệnh nặng kiểu này rồi á, bây giờ cô làm thử đi. Đâu cô thử làm biết đâu mình có cơ hội hay sao cô. Bây giờ phát tâm ăn chay và chân thật niệm Phật đi. Nó tự nhiên có những người bây giờ người ta nghe câu này quan gì mà gặp ngay cái người mà người ta đang ung thư nặng nề, người ta nghe cái câu này cái là tự nhiên người ta nói, ồ bây giờ mình bác sĩ cũng chạy rồi, bây giờ mình làm thử coi có cơ hội hay sao. Quý vị biết rằng khi mà một con người tuy là bác sĩ chạy, bác sĩ nói là 3-4 tháng nữa là chết, thấy không? Nhưng mà thật sự thọ mạng còn, thọ mạng người ta còn. Nên khi người ta phát tâm ăn chay niệm Phật á, là tự nhiên nó chuyển cái nghiệp của người ta luôn. Và cuối cùng thọ mạng còn, người ta khỏe lại. Còn nếu như mà người ta thấy người ta gần chết rồi, mà người ta chăng thật người ta phát tâm người ta niệm Phật á, thì quý vị biết nếu thọ mạng người ta hết thì được Phật A-di-đà rước tới vị cực lạc. Quý vị thấy không? Chỉ người ta một vài lời thôi, vậy mà người ta có thể mà nương một cái pháp để mà người ta tu, người ta được giải thoát. Nên còn mỗi một con người chúng ta ngồi ở đây, hoặc là khắp nơi nơi mà những vị Phật tử mà chúng ta biết qua pháp môn niệm Phật này, quý vị phải nhớ rằng mình gặp pháp môn niệm Phật này là mình quá mừng rồi. Dù trong cái cuộc đời này có nhiều kiếp nạn cỡ nào đi chăng nữa, mà mình thấy rằng mình bình thường lắm. Tại sao vậy biết không? Tại vì mình tin hoàn toàn về định luật nhân quả hết trơn. Nên quý vị ở trong một gia đình mình là một con người học Phật á, mà lúc nào quý vị cũng giữ trạng thái bình tĩnh đó nghe, là gia đình quý vị họ đều hướng về quý vị hết. Gia đình quý vị họ đều hướng về quý vị hết luôn. Tại vì sao? Vì quý vị luôn luôn bình tĩnh. Mà bình tĩnh là tịnh tâm, mà tịnh tâm sanh trí tuệ, mà sanh trí tuệ giải quyết vấn đề mau. Còn con người mà bất an loạn tâm là chuyện nhỏ xé cho to, chuyện nhỏ xé cho to vậy đó. Nên mình nhớ ngày xưa mà mình chưa biết tu đi, chuyện gì mà nhỏ xíu thì mình la quải vậy đó, là nó chuyện nhỏ xé ra cho to. Nhưng mà bây giờ mình biết tu rồi, cái đụng cái chuyện gì cái là mình ai với đạo Phật là nó dịu xuống liền. Nó ai với đạo Phật cái nó dịu xuống liền. Thấy không? Thì mình biết cái pháp môn niệm Phật này nó quá hay. Nó trong mỗi lúc mọi nơi nó nhắc nhở mình. Thì quý vị biết rằng là mình ngồi mà mình nghe gì, mình gầy dựng gì, hay mấy cái người trẻ trẻ nhỏ tuổi đó mà nghe gì, thì mình biết đem cái phương pháp để mình áp dụng vào cái cuộc sống của mình đang sống. Từ công ty, xí nghiệp, từ gia đình, từ bạn bè, từ chồng, vợ con,
là do nó có một phương pháp nên tự nhiên mình áp dụng được trong cái cuộc sống. Thôi chúc quý vị an lạc nha. A Di Đà Phật. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh, đồng sanh về tịnh độ. À, hôm nay chúng ta cộng tu ngay ngày 2 tây tháng 9, ngày lễ Quốc Khánh. Hàng Phật tử cũng khắp nơi nơi chúng ta tập trung về đây để mình tu tập, vừa cầu an cho tất cả những người còn sống và cầu siêu cho tất cả những người đã mất. Chúng ta nguyện đem công đức niệm Phật, nghe Pháp, lễ Phật, phóng sanh cúng thí thực này, nguyện hồi hướng cầu an trên là Đại Lão Hòa Thượng Viện Chủ và toàn thể đại chúng và gia quyến quý vị và tất cả hàng Phật tử khắp nơi nơi thân tâm thường an lạc, điều phát Bồ Đề Tâm niệm Phật để cầu sanh về thế giới Tây Phương Cực Lạc. Và chúng ta nguyện đem công đức của toàn thể đại chúng tu tập, nguyện hồi hướng cho giác linh Đại Lão Hòa Thượng Tịnh Không. Những đức nghe nói ngày mai là ngày mà quả táng Đại Lão Hòa Thượng Tịnh Không ngay chùa Cực Lạc, nơi của Ngài đã xây ngôi chùa cuối cuộc đời của Ngài. Nên nguyện hồi hướng công đức cho giác linh của Hòa Thượng và hồi hướng công đức cho củ quyền thất tổ, ông bà, cha mẹ, anh chị em trong đời này nhiều đời nhiều kiếp, và hư linh thai nhi vì nghiệp phá thai, và tất cả những người chết chưa được siêu thoát, chiến sĩ trận vong, đồng bào tử nạn, thập nhị loại cô hồn, ngạ quỷ hà sa, hữu vị vô danh, hữu danh vô vị, đều được thừa hưởng những công đức này. Điều phát Bồ Đề Tâm niệm Phật, hướng về bổn nguyện Đức Phật A Di Đà để cầu sanh về thế giới Tây Phương Cực Lạc. Về thế giới Cực Lạc luôn luôn hưởng được niềm vui, không còn cái khổ đau như ở cõi ta bà này. Nam mô Chứng Minh Sư Bồ Tát Ma Ha Tát. Như đặng Phật tự chúng ngà kim tí dự cung, từ thực biến tập phương nhất tiết Phật tự cộng, nguyện dị tự công đức vô cập bơ nhất tiết, ngà đặng dự Phật tự giai cộng tình Phật đạo, như đặng ngộ tình chung ngà kim tí dự cung, từ thực biến tập phương nhất tiết hộ tình cộng, nguyện dị tự công đức vô cập bơ nhất tiết, ngà đặng dự hữu tình giai cộng tình Phật đạo, như đặng cô hồn chung ngã kim thi dự cung, thập phương nhất tiết cô hồn cộng, nguyện dị tự công đức vô cập mơ nhất tiết, ngà đặng dự cô hồn giai cộng tình Phật đạo, an mục lục lăng ta bà ha, an mục lục lăng ta bà ha, ta bà ha, an ngã ngã nắng tam bà và biệt nhật ra, an ngã ngã nắng tam bà biệt nhật ra hồng, tam bà và biệt nhật ra hồng, gia trì chú thực diệu giả đà, biến thiểu thành đa giai bảo mạng. Nam mô xá sanh tam bồ tát, nam mô xá sanh tam bồ tát, nam mô xá sanh tam bồ tát ma tát. Gia trì chú thực diệu gia đà, biến thiểu thành đa giai bảo mạng. Nam mô xá sanh tam bồ tát, gia trì chú thực diệu gia đà, biến thiểu thành đa giai bảo mạng. Nam mô xá sanh tam bồ tát, gia trì chú thực diệu gia đà, biến thiểu thành đa giai bảo mạng. Nam mô xá sanh tam bồ tát, nam mô xá sanh tam bồ tát, nam mô xá sanh tam bồ tát ma tát. Cô hồn ơi, hương linh ơi, chiến sĩ chẳng vong, đồng bào tử nạn ơi,
thập nhị loại cô hồn ơi, ô vị vô danh, danh vô vị ơi, thai nhi vị nghiệp phá thai ơi, ở phương Tây thế giới an lành, con nay sinh phát nguyện vãng sanh, từ bi tiếp độ. Nam mô Tây Phương Cực Lạc A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Chúng ta làm lễ phóng sanh nha. Chúng ta nhiều đời nhiều kiếp vì cái tội sát sanh mà bây giờ chúng ta có khi gặp nhau, có khi là oán thù từ giết hại nhau, nên Đức Phật nói trong kinh rằng chúng sanh cứ ăn nuốt lẫn nhau, người chết làm dê, dê chết làm người, cứ là thay hình đổi xác làm hoài, từ nơi cái lục đạo luân hồi xoay chuyển. Có khi đời này mình làm cha mẹ người ta, mà mình do cũng vì nuôi con tạo nhiều nghiệp chướng sát sanh hại vật, có khi mình chết đi cái mình đọa làm súc sanh, con của mình thì nó thấy con gà, con vịt, con heo, con chó đó, nó đâu có biết rằng đó là nghiệp duyên mà ông bà cha mẹ đã tạo, bây giờ làm loài súc sanh đâu, thì con mình nó ăn mình, cái bắt đầu tiếp tục nghiệp quả xoay chuyển hoài, mà chúng ta cứ là ăn nuốt lẫn nhau. Nên đời này mình nghe đạo, mình biết tu hành, mình phát cái tâm từ bi, mình ăn chay mà còn biết phóng sanh, thì biết rằng cái tâm trạng của một con người mà khi học Phật hiểu được định luật nhân quả, mình biết ăn chay niệm Phật phóng sanh, thì tức khắc tâm tính quý vị thay đổi liền. Từ một con người khó tính, giận hờn, sân si, khó chịu, không được vui, nhưng mà từ khi niệm Phật ăn chay phóng sanh là tự nhiên tâm trạng nó nhẹ nhàng. Và có những người bệnh đau mà nặng nề không có thuốc trị, nhưng mà phát tâm ăn chay phóng sanh tự nhiên nó hóa giải cái nghiệp lại khỏe. Thì biết cái công đức phóng sanh nó lớn vô cùng. Con người chúng ta súc sanh điều thương nhất là thân mạng, mà chư Phật Bồ Tát thì thương nhất là chúng sanh. Nếu như chúng ta ăn chay và phóng sanh là tròn cái tâm nguyện chư Phật Bồ Tát. Nên chùa mình từng chủ nhật nào hay thường lễ là những đức làm lễ phóng sanh suốt. Nhưng ngày hôm nay, ngày 22 tháng 9 chúng ta tổ chức khóa tu nguyên ngày, nên chiều nay cũng tiếp tục chúng ta chia sẻ Phật Pháp, niệm Phật lễ Phật, rồi phóng sanh cũng đi thực rất là lớn. Nên mình về đây thì củ quyền thất tổ, ông bà, cha mẹ, người thân hay những người mang nghiệp phá thai, có khi người ta chưa siêu thoát người ta cũng về đây. Nên từ nơi đó mà mình về đây mình dự khóa tu này để cầu siêu cho người ta. Rất là đặc biệt, nhất là tới cái công đức phóng sanh này. Khi mình thả chim mà chim nó bay đi nó vui vẻ, tâm trạng con người mình cũng thoải mái. Khi mình thả mấy con chim này bay đi, cái tâm hoan hỷ vui vẻ, vỗ tay niệm Phật lớn lên, vô cùng hoan hỷ cái những con chim nó bay đi, thì cái tâm đó là gọi là tu cái hạnh vô ý thí. Thì phước duyên và tâm trạng của người rất là thoải mái và vui vẻ. Chúng ta quy Phật quy Pháp cho tất cả những con chim này, khi nghe được pháp môn tịnh độ, khi được thả ra thì ở trong chùa nghe được danh hiệu Phật, khi xả thân thì nên hướng về thế giới Tây Phương Cực Lạc. Nam mô chứng minh sư Bồ Tát Ma Ha Tát. Quy Phật không đọa địa ngục, quy Pháp không đọa ngạo quỷ, quy Tăng không đọa bàn sanh. Quy Phật không đọa địa ngục, quy Pháp không đọa ngạo quỷ, quy Tăng không đọa bàn sanh. Quy Phật không đọa địa ngục, quy Pháp không đọa ngạo quỷ, quy Tăng không đọa bàn sanh. Chúng ta đồng niệm Phật lớn lên, vỗ tay thả chim nha. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật.
A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, 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 A Di Đà Phật. Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, 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 A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh, đồng sanh về tịnh độ. À, giờ mời đại chúng chúng ta xuống ra đường dùng cơm nha. Chúc quý vị an lạc. A Di Đà Phật.